khu vực biên giới Campuchia vào những năm 1980. Lão lý lúc bấy giờ đã 44 tuổi, dẫn theo vợ để từ đây lập nghiệp. Nếu không phải vì làm ăn thua lỗ dẫn đến vỡ nợ, bỏ xứ trốn chủ nợ, thì lão cũng không bao giờ lựa chọn tìm đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này sinh sống. Vợ chồng của lão mở một quán phở bán cho những người làm nghề cửu vạn, bốc phát và những người buôn hàng qua biên giới. Ông cụ thân sinh nhà lão ngày xưa nổi tiếng với quán phở bò ở cái đất Nam Định. Từ bé, lão đã phụ gia đình trong việc buôn bán phở. Sau này, lão cũng nối nghiệp luôn. Quán phở của lão quy mô khá nhỏ. Ngoài bán phở ra, còn bán thêm vài ba món nhậu ở tại ngã Ba Kênh. Quán nằm ngay bên cạnh gốc cây dầu rái, lầu nằm. Gốc cây lớn phải tới vài người ôm không xuể. Lão Lý dựa vào thân cây để mà dựng đây một quán phở Lập mái bằng lá cọ, mái lá cơ hễ gặp gió là rách tồi tả. Chưa nói đến mùa hè thì nắng chiếu xuyên qua mái. Nếu lỡ mưa xuống thì bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ. Mái nhà rụt lỗ chỗ. Quán chia ra làm hai gian. Gian sau dắp với con kênh. Chỗ đó, lão cười nới làm cái bếp ở chỗ rửa bát nữa. Gian trước kê bàn ghế và lấy chỗ bán hàng. Nồi nước vở lúc nào cũng sôi lưu riêu. Dần dần ở đây cũng đã hình thành lên một cái chợ Ngay bên cạnh là một con canh kéo dài kít tắt Ban ngày họp chợ Người dân đi ghe xuống đổ các loại sản vật tới đây để buôn bán, chào hàng Thậm chí đôi khi còn có cả người Hoa Đem những loại thuốc chưa ai từng thấy bao giờ Bày sạp ra giữa chợ để bán Dù quán trông có vẻ rách nát Nhưng cả ngày lẫn đêm đều rất đông khách tới đây để ăn Phở của lão Lý khá ngon và được mọi người đánh giá là ngon nhất nhì trên kết đoạn đường này. Kể ra phở ngon là một chuyện, chuyện khác, vợ của lão Lý có một thân hình được nhận xét là khá nóng bỏng, khiêu gợi, ánh mắt đồng đưa lả lơi khiến bao chàng trai trẻ cùng những tên dê sồm phải bỏ ăn, bỏ làm tới đây để ăn phở. Mục đích cũng chỉ để ngắm vợ của lão Lý. Tưởng rằng lão Lý sẽ vì thế mà nổi cơn ghen, nhưng thực tế đây cũng là một chiêu trò câu khách của lão ta. Chỉ vài ba món nhậu nữa, cùng với loại rau rượu hồng huyết được đựng trong chai có cái nút chuối bên trên. Rượu để trong chai có màu trắng trông vô cùng bình thường. Nhưng chỉ cần rót ra chén, rượu sẽ đổi sang màu hồng hoặc đỏ nhẹ, phẳng phất một mùi thơm phương phức khó diễn tả bằng lời. Thứ rượu càng uống càng dễ vào, nhưng chỉ cần người uống đứng dậy sẽ lập tức đổ gục như thành cây chuối bị đốn vì say rượu ngầm mà không ai biết sáng quán bán vỏ tối bán thêm đồ nhậu cuộc sống của hai vợ chồng lão lý cũng gọi là bận rộn quán của lão lý khá nổi tiếng với món thịt kho và phở bò giống như là món ăn thương hiệu của lão lý vậy ngoài thịt kho ra thì lão còn có thịt xào nấu với các loại rau rừng nó là gia vị không thể thiếu trong các món ăn của lão lý thịt nhà lão nhắm rượu với hồng huyết khiến kẻ ăn xong phải phát nghiện khi hỏi đó là thịt gì thì lão chẳng có trả lời ngay mà chỉ có nói qua loa là thịt nai rừng rồi được tẩm ướp với một số nguyên liệu bí mật không thể tiết lộ. Chỉ cần biết một điều rằng quán còn thì cái nồi thịt kho không bao giờ vơi. Kể cả thịt lợn, thịt bò khan hiếm thì cũng chưa bao giờ lão lý kêu hôm nay hết thịt không bán. Nhiều người bắt đầu hoài nghi nhưng họ chỉ bảo với nhau rằng khuất mắt, trồng còi. Phở ngon, giá cả lại bệnh dân, có thể lấp đầy bụng đói của họ thì còn quan tâm đến nguồn gốc chỗ thịt kia làm gì. Quán của Lão Lý không thiếu bất kỳ loại khách hàng nào, có những kẻ vô công rồi nghề, thích la cả quán xá tan dốc, hay những người di cư ghé lại ăn qua bát vỏ, uống thèm chén rượu cũng có. Nói chung là thượng vàng hạ cắm, để có thể ăn được những món ngon người ta được nghe kể chuyện thêm thì còn gì bằng cơ chứ. Suốt mấy năm bán quán, chưa thấy ai chê bài gì quán của lão. Vì để tránh lộ bí quyết công thức nấu ăn nên khu bếp sau được che đậy rất kỹ, không mấy người được cho vào gian bếp sau để xem. Quán thường mở từ rất sớm, những người đi chợ, những đoàn buôn tới sớm từ lúc chẳng vạn, khi đi qua quán đã nghe thấy tiếng dao chặt thịt dưới ánh đèn cây mờ ảo. Vì là kinh doanh quán ăn nên không tránh việc có nhiều người đến ăn rồi nợ lại, nhưng chẳng dám nợ lâu vì quán của lão Lý có thuê một người bảo kê, gọi là bảo kê vì người này tướng tá giữ tợn và cũng là nạn dân từ nơi khác từ đây. Hắn nói ngày trước, nhà hắn ở rừng U Minh, nếu muốn ở đây buôn bán lâu dài, thì ngoài việc nộp thuế cho bọn dân xã hội đen, thì vẫn phải thuê thêm bảo kê để lo những việc mà chủ không có tiện ra tay. Gián người gầy còng lại chẳng bao giờ mặc áo. Rõ ràng hắn có áo đấy, nhưng luôn vắt ở vai. Nói là để cho mắt, nhưng mục đích là để khoai ra lưng của hắn có ba vết sẹo dài, chạy chéo ở lưng. Hắn kể, đây là chiến tích lần hắn đụng độ với hổ. Khi còn sống ở rừng U Minh, trong lúc hắn đi săn với bà, hắn bất ngờ bị con hổ tập kích. Trong lúc vật độn, bị móng vuốt của con hổ cao rách vào lưng, hắn lên ba vết sẹo. Từ đấy mà cứ thế để lại dài ngoằng ngoằng. Hắn nói rằng hắn phải nhịn đau trốn trên ngọn cây ba ngày ba đêm, đợi cho tới khi con hổ đi rồi mới dám trèo xuống. Cái tên Thế Sẹo cũng lấy từ đó mà ra. Thế Sẹo được cái tài kể chuyện những ngày hắn không có việc gì làm, hắn thường lăn la tới những đoàn người buôn để nghe kể lại những câu chuyện, rồi đem về quán, thêm mắm, dặm muối kể lại. Người ta hay lùi tới chỗ quán của lão Lý, một phần vì vợ của lão, một phần cũng nhớ cái tài kể chuyện, chém gió không chớp mắt của thế sẹo. Người ta nói, không nghe phò kể chuyện, không nghe nghẹo trình bày, thế sẹo lại là một kẻ nghiện rượu thứ thiệt. Những câu chuyện được kể từ miệng của hắn cuốn hút người nghe một cách lạ thường. Chuyện tiếu lâm thì người nghe bật cười, cười bo cả ra đất. Chuyện hành động thì khiến người nghe chăm chú không dám ngoảnh mặt đi vì sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Bên cạnh đó, hắn còn có cái tài kể chuyện ma. Những câu chuyện ma của rừng U Minh, rừng thiêng Nước độc cho tới chuyện ma làng quê hay những nơi mà hắn đã từng đi qua. Câu chuyện qua miệng của hắn được thêm mắm dặm muối làm cho những tay lão làng rắn giỏi nhất cũng phải khép nép, sợ hãi như đàn bà. Cũng nhờ vào cái tài câu khách và giữ chân khách, nên thỉnh thoảng lão lý cho hắn chút tiền gọi là công kể chuyện. Khách của quán ai mời rượu, hắn đều không kinh rẻ mà uống hết một lượt với từng người từng người một. Xong, hắn bắt tay đứng dậy. Hắn ta không bao giờ ngồi bệt đít ở một bàn nhậu nào đó quá lâu. Hắn thường khoác vài lão lý, nói bằng cái chất giọng lè nhẹ của một gã say mình sống phải có lòng tự trọng, hê hey. lão lý tỏ ra nịnh nọt lập tức gật đầu hưởng ứng ờ à, anh thế nói chí phải chí phải thỉnh thoảng lão lý nhờ hắn đòi nợ nhà này nhà kia khi đòi nợ xong con chia cho hắn vài đồng cơ mà có bao nhiêu tiền trong tay hắn cũng đều nướng tất cả vào rượu chè đặc biệt những cái chuyện thời sự được người ta muốn nghe kể hơn hết Thế sẹo dựa vào tầm lý đó, hắn thường xuyên lân la nghe ngóng. Thấy đoàn buôn hay thấy người đi di cư, hắn lại nhèo nhẽo đi theo sau họ, để hỏi chuyện rồi đem về kể ở quán. Không biết nghe được tin đồn từ đâu, tối đó thế sẹo nét mặt nghiêm trọng nói. Tôi có nghe đoàn buôn kể, dạo gần đây, có những kẻ lắm tiền nhiều, nhiều ấy, chúng dựng lên một cái nơi gọi là vùng đất thiên đường. Đó là nơi để những bọn nhà giàu tiêu tiền hưởng thụ thú vui ý. Những người ngồi đó nhìn nhau một lúc, ai cũng mang theo sự tò mò về vùng đất đó. Thế sẹo, để mọi người tò mò mất một lúc rồi mới chậm rãi nói. Ở đó nó kiểu như khu tự trị, chính phủ căn bản không có can thiệp. Nghe nói nơi cờ bạc, rượu trẻ, cái gũ, phê pha, đồ ăn phát triển lắm. Người nghe ổ lên một tiếng, hắn lại nói tiếp bằng cái giọng nửa nam, nửa bắc. Ở đó được chia ra từng khu, khu trồng bài, trong khu ẩm thực, đặc biệt là cái khu kỹ viện toàn mấy em cái tươi nhiều hoa, hoa mới nở, chân thì dài tới nách, lông lách dài tới chân, cứ phải nói có tiền là được hưởng thụ như vua chúa. Nghe lời thế chậu nói, Ai cũng mong muốn được tới đó một lần, nhưng thế sẹo lại nói thêm. Nhưng mà những kẻ ấy, nướng hết tiền vào sòng bạc rồi á, lại vay lãi cao, rồi lại tiếp tục nướng vào sòng bạc á, cho tới khi khánh kiệt, bọn chúng bắt giữ trà tấn. Này nhớ, chúng ép quân bạc, gọi người nhà tới trả nợ, chuột về. Đã có nhiều người không có trả nợ được, chúng bắt làm nô lệ từ già tới trả em, không một ai thoát được đâu. Thế sẹo kể những điều hắn nghe được từ những hố chôn người tập thể cho tới việc hành quyết những kẻ cố gắng bỏ trốn khỏi nơi đó. Để đỡ tốn súng đạn, bọn chúng dùng những con dao chặt đầu người xuống hay bọn chúng sử dụng những cái vồ đập đầu heo đầu chó mà đập nát sọ người. Nói chung ở đây, ai mắc nợ bọn chúng thì xác định là khó giữ mạng sống bảo toàn. Ở đó, mạng người bị coi như cỏ rác, chỉ có tiền mới có quyền lên tiếng. Mọi người ở đó nghe tới việc giết cả trẻ em thì đều tỏ ra phẫn nộ. Ai nấy đều buông lời chửi rủa. Đồng thời trong tiếng chửi rủa đó, có người bất bình lên tiếng hỏi. Thế mà chính quyền ở đấy, để yên sao? Nghe nói bọn tàu á, chia nhiều tiền để thuê đất rồi tiến hành xây dựng những cái khu tự trị như thế. Nói chung là có nhiều cách để qua mặt chính quyền mà. Nghe lời kể đầy mắc mị của Tết dạo, người nghe cảm thấy mình như đang ở giữa cuộc hành quyết. Những tiếng la hét thảm thiết còn văng vẳng bên tai họ. Lúc này thế sẹo đột nhiên lên tiếng. Đó, vẫn chưa có phải là ý chính của câu chuyện à. Hắn ta nói rồi, dừng lại để người nghe bàn luận, xong mới tiếp lời. Người ta còn đồn, bọn chúng đang muốn muốn gửi việc của mình làm thuê cho chúng á. Những người nghe thấy thế thì tranh nhau bàn luận Không còn nghe được ai đang nói Ai đang cãi nhau Ôi rồi Nơi đấy mà vẫn còn người dám đến à Thì đến làm thuê chứ có phải cờ bạc đâu Nói không hoa Thì chỗ tôi còn nhiều đứa ham ăn đuổi làm Sang đấy làm gái mà Ê Tôi ấy cũng có nghe Sang đấy làm Đương cao lắm Nhưng à, phải biết giữ mình cơ Ôi dạo trốn xa hoa như thế Thì giữ mình thế chó nào được Hay là tôi với ông sang đấy làm chuyến Biết đâu kiếm được vợ Đám người kia nghe nói xong đồng loạt cười Duy chỉ có vợ chồng lão lý ở trong bếp nghe vậy Chỉ biết cười gầy. Mẹ cha nó Lấy cái thứ gái đếp về khác gì Lấy của nợ Khác gì lấy cái thúng đựng khoai về Mà ăn suốt đời đâu Mọi người bàn tán về câu chuyện chiến sự tới tận lúc nửa đêm thì mới tản ra ai về nhà nấy. Mãng đi vài ngày sau những câu chuyện xoay quanh về vùng đất đó được nhiều người đồn ầm cả lên họ nói tới đó là kiếm được nhiều tiền đem về dù nào là việc nhàn lương cao vợ chồng lão lý và cả thế sẹo nghe những câu chuyện sát vách như vậy trong lòng cũng có chút dao động thế sẹo nói hay là mình sang đấy làm một chân chứ cứ ở đây bán vợ bao giờ mới khá lên được bà lý nghe vậy một bên phụ họa theo Thế nói đúng ý Cứ thử một chuyến xem sao Biết đâu đây ấy, lại là cơ hội đổi đời Chỉ có mình lão lý cầu mày nói Thôi Đừng có dại mà nghe theo lời của bọn chúng Tôi nơi đất khách không quen này Khéo lại bị lừa cho cái quần chả còn mà mặc cái chứ Người mình còn lừa mình Huống chỉ là cái nơi thượng vàng hạ cám ý Bà Lý thấy lão Lý nói vậy thì không nói gì thêm Tính bà ta là vậy hễ chồng quyết điều gì là bà ta chỉ có dăm dắp nghe theo không dám cãi nửa lời hai đêm sau đó trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn những trận mưa như chút nước làm cho con đường bất ngờ trở nên khó đi hơn bao giờ hết chẳng còn ai ra chợ phần vì cán bộ cấm không cho họp chợ đêm đề phòng những kẻ lợi dụng chợ đêm để buôn bán hàng quốc cấm phần vì cái thế chợ ở đây chỉ đông lúc buổi sáng tới gần trưa là chợ đã vắng tanh chỉ còn lại thưa thớt vài người Vợ chồng lão Lý sốt ruột nhìn kết nối nước phở vẫn còn đang sôi sùng sục. Lão Lý đưa mắt nhìn ra ngoài thở dài một hơi. Ôi, nay nghỉ ngơi một ngày. Nếu có khách thì bán, để tôi với thằng Thế Sẹo đi đòi nốt mấy cái món nợ của người ăn chịu xung quanh đây. Được đồng nào hay đồng đấy. Lỡ mãi mốt, họ dọn đi mất thì có mặt tiêu. Thế Sẹo nay không được chén rượu nào vào mồm, nên không có muốn đi, tìm cớ trốn việc nhưng vẫn bị lão Lý kéo đi cho bằng được. Sau khi hai bóng người kia rời đi, bà Lý quay trở vào trong nhà, lau chùi dọn dẹp. Bữa trưa hôm đó trời mưa theo từng đợt, tạnh xong rồi lại mưa, mưa xong rồi lại tạnh. Bà Lý đang ngồi gật gù thì có một đoàn khách đi xuống tới. Chiếc xuồng còn chưa kịp đậu vào bến thì người trên xuống lúc này đã gọi vọng lên. Còn đồ ăn không bà chủ ơi? Bà Lý bị tiếng gọi làm cho giật mình Nhìn ra ngoài thì thấy một đoàn khách thì vui mừng vô cùng. Bà ta hớn hở đon đả nói. Còn chứ, còn nhiều lắm. Các chú ăn phở hay nhắm rượu? Người đó chờ mấy người đi cùng lên trước rồi mới leo lên sau. Tiếp đó, lấy sợi thừng buộc chiếc xuồng cố định vào. Ôi sao còn tưởng ai? Hóa ra là anh tắm Đen. Chợ này đi buôn tận đâu mà giờ mới gặp. Ba người đi trước mặc quân phục màu siêu, đội nón rộng vành che nửa khuôn mặt, thắt lưng bản rộng với cái túi súng độc đeo bên hồng, vài quả lựu đạn cùng với băng đạn. Sau lưng mỗi người đều đeo theo một khẩu AK. Vừa bước vào quán, họ đã lập tức đưa mắt ngắm nghía một lượt, rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Chồng mấy người này y như lính đánh thuê vậy. Lúc này, người đàn ông cao lêu khêu, mặc một bộ đồ bà ba có đôi chỗ đất sần vài bạc trắng, nước da đèn dạm, một tay xách túi đồ, tay còn lại xách một sâu tôm càng xanh Tám đèn đi vào sau, đặt cái túi của mình vào sâu tôm càng xanh xuống, rồi chạy ra xuồng, khệ nệ ôm vào một ba lô lớn. Bên trong nghe sóng sánh có tiếng nước va chạm vào bình thủy tinh. Chiếc ba lô lấm lem bùn đất được tám đen cẩn thận đặt xuống trần bàn. Ba người lính định chạy ra đỡ, nhưng tám đen cản lại. Mới anh đi làm nhiệm vụ mệt rồi. Có chút việc, để tôi. Nói xong tám đèn chợt quay ra nói với bản Lý. Bà chủ, cho bốn bát phở bò đặc biệt ăn trước đã. Lót giả nha đói quá Bà Lý nghe vậy thì vội đi thổi lửa Rồi cho phở vào cho nóng Vài phút sau bốn bát phở nghi ngút khói thơm lừng được bưng ra Kèm theo đó là dĩa chanh và dĩa rau sống Tam đèn đón lấy bát phở Không quên hỏi thêm Ông chủ này đi đâu mà để mỗi bà chủ trong quán thế này Bà Lý vui vẻ đáp Mấy nay mưa to Quán ế quá Lão nhà tôi tranh thủ đi đòi mấy món nợ Tôi nghe kể là dạo này anh kiếm được khách Ở chỗ thiên đường gì đó hả Tám đèn gật đầu Vẫn là cái khu tự trị Của bọn Tàu ấy mà Mọi người nghe hết rồi còn gì Bà Lý cũng lập tức gật đầu Xong Tám đèn nói thêm Bọn chúng đặt tên cho Mỹ Miểu vậy thôi Chứ thực ra Nó là cái vùng ăn chơi hưởng thụ Hút máu người ấy Nói rồi Tám đèn cầm sâu tôm càng xanh Đưa cho bà Lý Chị nướng giúp tôi vài con tôm Tiện thể xào thêm một vài món nhậu À mà cho tôi chai rượu trước đi nhá Bốn người dường như đói lắm vậy Bắt phở vừa đặt xuống đất vội rút đũa cắm đầu ăn Cắm cổ, húp nước sùm sụp như mới đói lâu ngày Bà Lý vừa làm đồ Vừa nhìn mọi người ăn nấy ăn để thì thương hại rồi nói Các chú gan từ từ Quán ạ còn nhiều lắm Hết ạ, tôi làm thêm cho Tám đèn vừa hút xong bát vợ, mặt mày lập tích tươi tỉnh, <laughs> bà chủ thông cảm anh em trèo xuồng từ đêm qua tới nay gặp mưa cũng không có rừng để kịp công chuyện vội quá chả kịp đót dạ cái gì vào bụng thay nhau chèo mãi đến tận trưa mới tới được đây tôi phải nịnh anh em chịu đói để chút tôi đây ăn ủng hộ bà chủ đấy bà lý cười, cười cười khổ thân các anh à, ăn nhanh quá đồ tôi còn chưa làm kịp chịu khó chờ chút nhé Tám đèn lúc này mới nói Thế để tôi bảo anh em phụ chị Có bát phở lót dạ Coi như cũng tạm qua cơn đói rồi Nói xong ba người còn lại đứng dậy Sắn tay áo Người thì tiện tay dã muối ớt Người thì thổi lửa cho nướng tôm Người nhặt rau sửa rau Còn bà Lý đứng xào nấu Lúc này bà Lý tiện lời hỏi Anh Tám đưa mấy anh lính đi đâu vậy Tám đèn bất ngờ kéo bà Lý lại Rồi nói nhỏ Đây là tim mật tuyệt đối không được để lộ bất kỳ ai biết đâu. Bà Lê ý thức được tầm quan trọng của câu chuyện, lập tức gật đầu. Chú thừa hiểu tính tôi, các chú về đây thì như về nhà cứ yên tâm, còn nếu không muốn lộ thì đừng có kể, tôi hỏi cho vui miệng ấy mà. Tám đèn nói. Em biết, nhưng phải nói trước, em tới đây á là để tìm chỗ cung cấp hàng, còn ba anh lính đây là lính đánh thuê được em phụ trách đưa tới vùng tự trị đó bà lý nghe vậy thì vội vàng chấp hai tay cúi đầu chào rồi quay ra nói với tám đen hàng gì mà nghe có vẻ quan trọng thế bà tên lính thấy vậy đưa mắt lườm tám đen một tên trong số đó vội lảng sang chuyện khác bọn tôi đi ra bụng đói quá nên đã làm phiền chị rồi cảm ơn chị đã nấu cho chúng tôi ăn bà lý đưa tay vừa đảo thức ăn Miệng giả lạ nói Ơ không phiền không phiền Ở à, đồ chín rồi đây Các cậu ra bàn ngồi đi tôi sắp mâm Tám đèn quay qua Nhấp sâu tôm càng xanh vừa chín tới Đem ra bày ra dĩa Chín rồi tôm chín rồi đây các anh Có vẻ bốn người họ đói dữ lắm Vừa ăn bát phở to như vậy Chưa đầy 5 phút sau Đã chén sạch cái dĩa tôm Cùng với mấy đĩa xào nấu gần như sạch bách Chai rượu lớn cũng gần như uốn cạn Chú Tám, người ta hẹn mấy giờ thì cho thuyền tới đón. Tám đèn nói. Ờ, khoảng 9 hay 10 giờ đêm cơ. Giờ hãng còn sớm, cứ ở đây nghỉ ngơi đã. Bà Lý đứng ở một bên đỡ lời. Các chú cứ nghỉ ngơi cho lại sức, để chị làm thêm mấy món nhắm rượu. À, ăn thêm bát thịt kho nhé, thịt làm từ thịt nai tươi đấy, ăn xong khỏe thêm mấy phần nhé chứ. Mấy tên lính nhìn nhau đồng loạt gật đầu đồng ý. Vâng, chị có làm cho bọn tôi ăn. Ăn uống kham khổ cả tháng rồi, rồi cũng phải uống một bữa cho đã. Dằn bụng, lai dai giết thời gian cũng được. Bà Lý nghe vậy vội vàng quay vào bếp, làm thêm mấy món xào từ thịt bò. Nào là thịt bò xào lá cách thơm nước mũi, bắp bò xào xả ớt, thanh bò xào tầm bóp. Cái vị đắng của tầm bóp rất hợp với những người đi làm về mệt mỏi cuối cùng là bắt thịt kho đầy ú nu bày ra bàn nhậu lúc này một người lính nhấc chén rượu mời bà lý chị ngồi đây nhậu với chúng tôi bà lý nghe vậy thì vội vàng xua tay lắc đầu từ chối ấy ấy các chú ạ, à, cứ ngồi trước đi lát ông nhà tôi với thằng thế dạo về uống với các chú à, chị có uống được đâu để chị à, sắp cho các chú cái nồi cháo gà ăn khuya rồi lên đường nhá Bốn người chạm cốc ăn uống rồi lại hút thuốc nhà khói ra trong nhà. Được nửa chai rượu thì Lão Lý và Thế Sẹo vừa hay cũng về tới nơi. Tám đèn lại rót rượu giới thiệu từng người. Lão Lý thấy lính thì quý lắm, vội kéo ghế ngồi xuống. Lão kéo luôn cả Thế Sẹo ngồi cùng. Được vài tuần rượu, mọi người ai nấy đều rất ngả ngả say. Lúc này đây, một tên lính vỗ bản nói. Mọi người ở đây, ai muốn kiếm tiền? bọn tôi á cần tìm người xử lý hàng để chuyển sang bên kia. Tám đèn ngồi bên cạnh nói thêm. Chuyện đây á là chuyện bí mật, nếu không nhận cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết. Bà Lý cùng ông Lý với cả thằng Tế Sẹo nghe xong lập tức buông đũa, đồng loạt đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào tên lính. Chắc hẳn mọi người đã nghe kể về những sòng bạc, mỗi ván kiếm tiền tỷ ở những khu tự trị có kỹ viện nữ sắc đồ ăn hả à. những người đó đều đồng loạt gật đầu bên ngoài lúc này từng đợt gió thổi từ dưới canh lên đem theo cái mùi tanh tuổi kèm theo đó là mùi cỏ khô thoang thoảng thời gian bây giờ đã là xế chiều câu chuyện hòa cùng bầu không khí yên tĩnh càng tâm thêm sự tò mò của mọi người nghe chúng tôi thuộc đội bảo vệ khu ẩm thực cho nên Lần này đi, thứ nhất là kiếm nguồn hàng, thứ hai là tìm người sơ chế hàng để chất lọc chuyện qua vùng biên giới. Thời tiết vùng biên lúc nào cũng có một làn sương mờ mù đặc. Những đám khói lờ lửng bao phủ những con đường ngoằn nghèo, sương mù làm cho khung cảnh trở nên rờn rợn. Sau những làn sương mù là tới những cánh rừng, những cánh rừng chết chóc. Cứ cách vài chục mét lại có một người bị treo ngược lên những cành cây, hai tay bị trói chặt, buồn thẳm xuống đất những người đó bị treo ở vị trí nổi bật nhất. Trên cổ những người ấy đều được rạch một vết cắt sâu ở động mạch cổ. Máu từ đây chảy xuống ướt đẫm mặt, chảy thành một vũng đen ở dưới mặt đất. Cách đó không xa, sát người được vứt nằm la liệt chồng lên nhau. Trong đó, già có, trẻ có, trẻ con cũng có. Tưởng chừng không thiếu bất kỳ hạng người nào. Và đặc điểm chung của những người này là họ đều là những người chạy trốn. Ẩn quất sau những cánh rừng mờ sương chính là vùng đất thiên đường mà bọn tàu lập ra. Nhưng với những người không có tiền, đó chính là vùng đất chết. Bà Lý nghe chuyện thì lập tức lên tiếng trên ngang. Hàng mà các anh nói là gì? Một tên lính trong số đó không ngần ngại mà trả lời. Là thịt người. Bà Lý nghe tới đây thì vô cùng hãi hùng, trực tiếp bấu chặt lấy chồng, sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt đi. Sợ à? Sợ là đúng. Bọn tôi hỏi không biết bao nhiêu người rồi. Chẳng ai dám nhận việc này đâu. Vừa dứt lời, một tên đất lăm lăm khẩu súng AK trên tay. Thế sẹo phút chốc nhìn ra tình hình công ổn. Nếu không đồng ý nhận làm chuyện này, thì ắt hôm nay sẽ có người phải bỏ mạng. Lão Lý định lên tiếng từ chối. Cơ mà lời còn chưa kịp nói ra đã bị thế sẹo ở bên cạnh cắt ngang. Ê, quan, quan trọng là tiền. Bọn tôi được trả công bao nhiêu? Tên cầm súng còn tưởng đám người này sẽ từ chối. Xong, là hớp bất ngờ về câu hỏi của thế sợ. Trả theo vàng. Mỗi người làm việc chót lọt sẽ được trả công bằng một thỏi vàng. Nói xong tên đó trực tiếp rút ra một thỏi vàng sáng bóng đặt trên bàn. Ba người nhìn thấy vàng thì không khỏi rung động. Nếu mấy người nhận công việc này thì đây sẽ là khoản cọc trước. Thế sẹo tuy ban đầu có chút sợ hãi nhưng khi nhìn thấy thỏi vàng kia, hắn ta cũng đã dao động vội nói. Cho, cho, cho chúng tôi bàn bạc đã, các anh cứ từ từ ăn nhá. Ba người sau đó đồng loạt kéo nhau ra sau bếp, rồi bắt đầu bàn chuyện. Lúc này, thế sẹo đã mất kiên nhẫn, không có ngừng thúc giục. Ông Lý, nhận y, nhìn cái thỏi vàng ấy, bằng cả mấy tháng bán phở chứ đùa. Đạo Lý chợt có mày cản giọng Tiền nó che mở mắt mày dọa, à? Mình buôn thịt người đấy Chứ có phải thịt bò hay heo đâu Bà Lý ở một bên hùa theo chồng Đúng đấy Tiền á Thì tham thật Nhưng mà việc á Thì Cũng đâu thể làm bừa Huống thịt Là cái việc thất đức như thế Thế sợ đưa tay vỗ vỗ đầu Sao Sao mà hai người làm ăn kinh doanh Mà ngu vậy Không nghe bọn chúng nói hỏi nhiều nơi mà chưa ai nhận ạ. À? Lão Lý bị một kẻ như thế sẹo trời ngu, có hơi bực mình. Thế thì sao? Lúc này, thế sẹo mới đảo mắt nhìn xung quanh, như thể sợ người khác nghe được, xong vội kéo hai người nói nhỏ. Thì là những người ấy chết rồi, không thấy những tên đó cầm súng à? Lúc này, lão Lý mới dần dần nhận ra việc này nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng tượng. Thấy vậy, thế sẹo tiếp đời. Nếu ơi, muốn toàn mạng, bây giờ chưa có cách là cứ nhận trước đi rồi tính. Ở trên nhà, đám lính đã mất kiên nhẫn gọi lớn. Ông chủ, thêm rượu, nói chuyện gì mà lâu thế? Ba người nghe thấy tiếng gọi thì vội chạy lên, tất bật làm việc. Tám đèn lúc này mất tiện đòi hỏi. Sao, có tính nhận không? Thế sẹo liếc nhìn ông bà Lý xong lại nhìn xuống thỏi vàng. Thế sợ dò dự một lúc rồi vội nhặt thỏi vàng, nhét vào túi. Vậy là đã xong. Mấy người, cứ chờ một chút. Mấy ngày nữa, sẽ có người tới giao việc. Nhìn thấy đã muộn, tám đèn vội nói. Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tam đèn đứng dậy trả tiền ăn nhậu cho vợ chồng lão Lý, nhưng bà Lý nhất định không chịu nhận tiền ăn. Hà tiền lính thấy vậy thì gật gật đầu, cảm ơn vợ chồng lão Lý, sau đó cả ba người lên xuồng, còn đám đen thì lên sau cùng, trèo xuồng rời đi, để lại ba người đứng nhìn nhau. Thế sẹo chợt lên tiếng: "Cha, nghe cái tình hình này á, lỡ nhận tiền của bọn chúng, khó lặm thoát được rồi." Nghe vậy, bà Lý lo lắng hỏi: "Hay, hay là mình trốn đi?" Vừa dứt lời, Thế sẹo đã phản bác. Bà ấy có trốn lên trời Bà có thấy bọn nào cho bà vay nợ Mà nó không tìm được tới tận nhà Bắt người đe dọa không Bọn chúng cải cắm người khắp nơi Chúng ta chỉ cần đi khỏi đây Chết ngay Nói xong Thế sẹo liếc nhìn khắp nơi Lúc này đây đã khuya Xung quanh đã vắng vẻ hơn Một căn nhà vội đóng sập cửa lại Ba người đột nhiên có cảm giác rờn rợn Như thể có vô vàn ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình Thấy thời gian không còn sớm Hai vợ chồng ông bà Lý ở lại dọn dẹp rồi đóng cửa quán. Thế dẹo không biết đã rời đi từ khi nào. Vài ngày sau, vào lúc tầm chiều muộn, bầu trời ngoài kia đất chập trọn tối, tựa hồ như không còn nhìn rõ sự vật xung quanh nữa. Lão Lý, trong lúc đang ngồi ăn cơm, thì bên ngoài có một chiếc ghe từ xa đi tới đậu lại. Ở trên ghe, có hai người đem tới bao tải, rồi đem chúng cất ra phía sau nhà. Chợt có người nói với ông bà Lý. Tới giờ làm việc rồi, Sáng sớm mai sẽ giao hàng. Vợ chồng bà Lý bất ngờ đứng dậy quay ra sau thì thấy có hai người vứt hai cái bao tải xuống bịch một cái. Cái gì vậy? Tên nào tên ấy mặt mày trông vô cùng dữ tợn, dáng người gầy gầy, thấp thấp như bị bỏ đói lâu ngày. Nét mặt đặc trưng của bọn chúng đều khoác lên cái sự tàn ác, vô nhân tính. Trên người bọn chúng mặc bộ quần áo lính màu xanh lá. Đặc biệt. Chúng luôn đeo một chiếc khăn kẻ ca dồ quấn quanh cổ. Thế sợ nhìn thấy tình hình hơi căng thẳng, vội đi tới nói với chúng điều gì đó. Bọn chúng nghe xong quay ra nhìn hai vợ chồng ông bà Lý một lượt, rồi cứ thế bỏ lại hai cái bao tải rời đi. Bà Lý một mặt khó hiểu, hỏi Thế Sẹo. Chuyện gì vậy? Mấy người vừa rồi là ai? Thế Sẹo bình thản trả lời. Bọn chúng tới giao việc làm, dóc thịt mấy người kia, rồi cho vào bao tải. Sáng mai á, sang chuyển Nhớ là chỉ dốc thịt Đừng để á, người nhận biết được đó là thịt người Bà Lý Bà đun nước đi Đạo Lý nghe tới đó Nghe tới việc lóc thịt người Thì không khỏi đổ mồ hôi hột Lợn lóc thịt người á Lợn làm sao giờ Tao chưa bao giờ làm việc này Thế sợ nhất miệng cười cợt Xem đây là lẽ tự nhiên Thì có ai làm qua Lục ra lóc thịt như mổ bói. Bà Lý ở trong bếp đứng thất thần nhìn hai cái bao tải. Chắc chắn có hai thi thể nằm trong đó. Cánh tay phút chốc run run, nhất thời chưa biết nên làm gì. Thế sẹo vẫn là kẻ bạo can nhất. Hắn lấy con dao, rạch vào hai cái đầu bao tải. Rất nhanh, hai thi thể bên trong đất lộ ra. Cả cơ thể đó hình như vẫn còn có chút hơi ấm. Khuôn mặt đôi cứng biểu hiện trách không cảm tâm. Hai con mắt mở trừng trừng. Sự thù hận vẫn còn in hắn nơi đáy mắt. Điều này làm cho bà Lý suýt chút nữa hét lên. Thế sợ nhìn bà Lý rồi quát. Sợ à? Hai cái xác là hai thỏi vàng. Hai thỏi vàng, bà hết sợ chưa? Rõ ràng đám người kia muốn họ ngoan ngoãn làm việc cho họ, rồi mới nhận tiền. Bà Lý lúc này đây buồn ruồn chân tay, đào mắt nhìn sang chồng. Lão Lý lúc này đây vẫn còn đang mân mê cái thỏi vàng hôm trước để lại. Kể từ hôm đó, nó chưa có dây phút nào rời khỏi lòng bàn tay của lão. Lão Lý giờ này, với vẻ mặt thầy cương quyết, dứt khoát đi vào trong nhà, lấy ra một cái bát lớn và một con dao bầu. Xong, một mình lão ta đứng, lấy cái dây thừng treo ngược hai người kia lên, cắt cổ. Hai vết cắt, sầu hóm vào động mạch chỗ. Bà Lý nhìn vậy cũng lăng xăng ra phụ, nhưng lão Lý chợt nhìn thẳng vào bà. Bà Lý nhìn thấy sự cương quyết của lão trong đôi mắt. Lão Lý quát để đấy tôi làm bà đi vào đun nước đi thì... lão lý ngoài mặt thì như quát tháo nhưng trên thực tế lão không muốn vợ mình trọng tay vào cái công việc tàn ác và ghê tởm này bà lý vội đi vào trong bắc một nồi nước sôi lão lý đứng ở đó nhìn chầm chầm vào hai dòng máu đỏ tươi chảy ra hai cái bát lớn thế sẹo hơi bất ngờ trước hành động của lão lý dù sao lão vẫn luôn là người cương quyết phản đối làm cái chuyện này hắn ta cứ ngỡ rằng lão sẽ phải tái mặt run sợ van xin nhưng không, hành động của lão hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn, làm cho hắn có hơi kinh ngạc. Được một lúc, lão Lý bừng hai bát máu tươi, một bát đưa cho lão, một bát đưa cho thế sẹo. Từ nay, ba người chúng ta cùng chung một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói rồi lão hít một hơi, cảm nhận cái mùi tanh nồng, ấm ấm của máu tươi, rồi chợt lão ta ngửa cổ uống cạn bát máu, Thế sẹo nhìn vậy thì chân tay run rẩy Hết nhìn lão lý Rồi lại nhìn bát máu trên tay Trần trừ mãi không dám uống Nhưng thấy người đàn ông trước mặt Với vẻ mặt cương quyết Hắn ta cảm thấy bây giờ đây không uống thì không được Cuối cùng hắn đánh liều ngừa cổ uống một hơi hết cạn bát máu tanh nồng đó. Lão Lý vô cùng hài lòng trước biểu hiện của đối phương. Lập tức ngừa mặt lên trời cười khà khà, đưa tay, bắt tay với thế dẹo. Hắn ta thấy thế cũng hưởng ứng, vỗ vào lão Lý. Giờ chúng ta cũng kiếm tiền Cùng kiếm tiền <laughs> Bà Lý có chút ngỡ người về hành động vừa rồi của chồng Nhưng lại không dám tới hỏi xem Rốt cuộc lão ta đang nghĩ gì Sợ rằng lão ta bị điên rồi Ở à, cái chỗ này Không ngăn thịt kẻ khác Thì kẻ khác xem thịt mình Uống đi Mà cho trôi đi cái nỗi sợ Lão Lý nói dứt câu Bất chợt lườm thế sợ bằng ánh mắt sắc lẹm của kẻ muốn giết người Thế sẹo dường như cũng nhìn ra ánh mắt ấy Hắn sợ quá Lập tức đánh mặt đi chỗ khác Rồi lén lén lẩn đi Sau đó lão Lý vội chạy qua nhà nôn thốc nôn tháo Thứ mà lão nôn ra Chính là máu mà lão vừa uống bằng nãy Lão ta cố gắng kìm nén cảm giác tỏm lợm trong cuốn họng Lão chưa từng nghĩ rằng Máu người lại khó uống tới như vậy Thế sẹo thì bản lĩnh hơn Hắn cố gắng kìm lại cái cảm giác kê tỏm ấy Bà Lý nhìn thấy vậy vội vàng chạy ra đỡ chồng tôi hiểu ý ông tôi sẽ theo ông cho tới lúc chết lão lý gật đầu hài lòng rồi đi ra tiến hành xử lý hai cái xác người kia bà lý ở một bên lập tức lấy ra bó hương rồi thắp khói hương phút chốc bốc lên nghi ngút miệng bà lầm rầm khấn vái này tôi lấy máu thịt của hai người cũng vì vạn lần bất đắc dĩ với công việc này nếu chúng tôi từ chối sẽ bị giết ngay mong hai người cố gắng không chết À không quên nhầm Xin lỗi hai người Mong hai người sống khôn thác thiêng Tha thứ phù hộ cho chúng tôi Giúp chúng tôi vượt qua cái tai kiếp lần này Tôi hứa sẽ lập biếu Ngày ngày thở phụng khói hương không dứt cho các người Chính vào lúc này đây Những cây hương vừa đốt đột nhiên đỏ rực Rồi bốc cháy ngùn ngụt Làm bà Lý có phần hơi hoảng Lão Lý đã từng xẻ thịt hàng chục Đến hàng trăm con bò Việc máu me bắn đầy người khiến lão cảm thấy rất đỗi bình thường. Nhưng giờ đây là xẻ thịt người. Đối với công việc này, lão ta dù có cứng rắn đến mấy cũng không khỏi cảm giác ghê tay. Nồi nước đã sôi, lão trực tiếp tưới nước sồi lên hai cái xác rồi làm lông. Mùi hôi từ cơ thể người khắc hẳn với mùi trâu bò. Nó khăm khẳm, oi oi. Sau khi lão cạo lông sạch sẽ, rồi lại dội thêm một lần nước nữa. Cánh tay cầm dao cứ run run, cứ từng đường mà lột ra. Hiển nhiên, việc làm thịt người chưa bao giờ là dễ dàng. Nhìn cơ thể người trước mặt, lão lầy hoay chưa biết nên làm từ đâu. Chợt nhìn thấy ổ bụng, lão ta quyết định mổ bụng rồi lôi cái mỡ nội tạng bên trong ra. Để vào trong một cái rổ. Tim gan, phổi, lá lách trực tiếp để ra một cái rổ khác. Từ trước tới giờ, Thế Sẹo chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh xẻ thịt người, cho nên không khỏi tò mò. Hắn ta mòn men đi tới quan sát, muốn xem thử xem bên trong bên trong của một con người rốt cuộc là như thế nào lão lý mặc kệ thế sẹo đứng đó nhìn chằm chằm về phía bên này vẫn tiếp tục chăm chú làm công việc của mình chợt lão lý nhầm trong miệng nhìn đi nhìn cho kỹ đi lần sau tớ lượt mạch mình tao không có kịp đâu nói xong lão ta đưa nội tặng cho thế sẹo rồi bảo đi làm sạch để ra một bên chỉ còn phần thịt tươi lão ấy bắt đầu lóc chặt tách thịt Lão tỉ mỉ, tỉ mỉ, làm từng chút một. Ở vùng bụng và bắp đùi là hai nơi có nhiều mỡ trắng nhất. Sau cùng là thịt tươi. Những tảng thịt đỏ lom lom còn ứa máu vẫn còn đang giật giật. Thế sợ nhìn thấy mỡ thịt người đỏ lom lom ấy không có kìm lòng được bước tới nhặt một miếng thịt lên ăn sống. Nhìn cách hắn nhai rồi nhắm mắt tận hưởng cái vị ngọt từ miếng thịt. Lúc này đây, một giọt máu trực trào ra khỏi khóe miệng Nhưng rất nhanh đã được hắn liếm đi mất Hắn vừa ăn vừa cười khoái chí <laughs> Không ngờ Thịt người lạnh ngon ngọt tới dị luôn á Nói xong hắn tự lấy chai rượu của lão Lý Rồi cứ thế mở nắp tu ẩn ực Thấy chai rượu quý của mình sắp bị uống cạn sạch Lão tỏ ra vô cùng tức tối Vừa thái thịt vừa đầm bẩm Mày không khác gì cái lũ thú vật Chỉ có mặc quần áo Cũng không giống người đâu Thế sẹo nghe xong chỉ cười cợt Giọng điệu đầy chế giễu. <laughs> Bây giờ tôi với ông Cũng đâu có khác con người đâu Lúc này Lão đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội Rồi tiếp tục cục xuống Hai người kia thấy vậy vội chạy tới đỡ lão dậy Lão Lý ôm bụng đau một lúc Rồi lại tiếp tục đứng lên Làm tiếp công việc của mình Lọc xong thịt người đàn ông, lão lập tức đưa con dao cho Thế Sẹo, rồi hướng dẫn hắn làm. Thế Sẹo vốn là một tay cục mịch, những chuyện khéo léo tỉ mỉ như thế này, hắn căn bản không có quen, nhưng vẫn phải hì hục. Mãi cho tới tận nửa đêm, hắn mới làm xong. Cuối cùng hai cái xác được lọc thịt và đóng gói gọn gàng. Lão Lý còn cẩn thận, túi thêm chút máu bò nhằm che đi cái mùi máu người. Xong việc, Thế Sẹo nhìn hiện trường hỗn độn, đồn ngổn toàn xương tay xương chân. Bộ già và cả hai cái đầu Chỗ này xử lý sao đây Dứt linh tinh Không khéo chó hoang mà đào ra Thì lại mệt à Đạo lý suy nghĩ Suy nghĩ một lúc một hồi Trong lúc không biết lên xử lý thế nào Thì đột nhiên bà Lý nói chèn vào Hay là đem nấu nước dùng Đun trong nguyễn Rồi đập vụn thả trôi sông Lão Lý gật đầu đồng tính với hành động của bà Lý. Lão ta đem số nội tạng, thịt vụn còn sót lại đưa cho bà Lý để bà ta cất gọn mai bán. Chẳng ai dám nghĩ, đây là nội tạng của người. Nói rồi, lão bắt đầu sắp xếp vào trong hai cái nồi. Cái đầu người, lão trò xuống bên dưới, chân tay và xương, cả ra lão đặt lên trên. Còn đấm xương, lão ta chẳng thèm rửa, cứ thế mà nhét tất vào trong nồi, đổ nước. Chiếc nồi lớn được đổ đầy nước, Tiếp đó, lão cho hành, gừng, hoa hồi, quế cùng các phụ gia khác để đun lên. Còn cái bộ da mới lột ra và cả cái lớp mỡ trắng hiểu hiếu. Lão nói... Thái nhỏ ra, chiên lên, vừa làm tóc mỡ xào dầu. Không hết thì cho vào nồi thịt kho, bà đun lên cho tan, rồi vứt hết cái chỗ thịt cũ đi, để lại nước thôi. Bà Lý đứng một bên thắc mắc. Ừ, sao lại đổ đi? Lão Lý vội nói tiếp. Vì trong đó có hai loại thịt, kẻ khác dùng biết ngay, dùng một loại thôi. Bà nhớ đùn, cho nó nhuyễn rồi đảo đều lên. Chuẩn bị xong xuôi, lão liền quay sang nói với Thế Sẹo. Chuẩn bị đi thôi. Hai người vừa trèo xuồng trên sông, vừa liếc nhìn bao tải thịt. Dù đã được che chắn kỹ càng, nhưng trong lòng vẫn không có lo sợ. Trèo tới tờ bờ sáng, Lúc này, Lão Lý mới nhìn thấy ở bên mé sông có bóng người quen thuộc đang đứng. Nhìn kỹ thì đó là Tám Đen cùng với hai tiêm lính hôm trước. Chà, đến đúng giờ đấy. Lão Lý nói. Tôi đã làm đúng như lời dặn, lọc sạch sẽ cho các ẩm rồi đấy. Tám Đen mở bác tài kiểm tra, được một lúc thì hài Lòng rút ra hai thỏi vàng đưa cho Lão Lý. Ê, được, làm tốt lắm. Lão Lý nhận vàng, chia cho Thế Sẹo một thỏi đang định rời đi thì đột nhiên tám đen lên tiếng. Hôm nay, đón đoàn khách lớn, hiện tại đang thiếu đầu bếp. Ông có thể đến giúp tôi được không? Cả thế sao nữa? Lão Lý dự là không muốn đi, nhưng tám đen đã trực tiếp đưa ra hai thỏi vàng nữa. Đây là cọc trước, làm tốt sẽ có thưởng thêm. Xong việc, sẽ có người đưa về, không phải lo. Lão Lý có hơi dò dự, nhưng thế dạo ở bên cạnh vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng nhận lấy hai thỏi vàng ờ à, đi chứ đi chứ chúng tôi đi lão lý tức tối Mày nhận thì mày đi mà làm tao không làm tám này nghe vậy lập tức không vui đã nhận tiền rồi hai người phải đi không ai được về hết nghe thấy lời đe dọa lão lý cảm thấy lỡ leo lên lưng cọp rồi thì khó lòng có thể xuống hết cách lão ta chỉ đành đi theo thỉnh thoảng còn buông lời chửi mắng thế dẹo Cơ mà hắn ta chỉ cười hề hề, làm lão Lý càng tức hơn nhưng chẳng làm được gì. Sau đó hai người bị bịt mắt, chỉ còn cách đi theo tám đen, hai tên lính lẽo đẽo theo sau để đề phòng lão Lý và thế sẹo đột ngột bỏ trốn. Con đường đi mấy cây số gập cành sỏi đá, bình thường đã khó đi lại, huống chi bây giờ bị bịt mắt. Chưa kể trong lúc di chuyển, lão Lý còn ngửi thấy mùi hôi thối, giống như mùi thịt thối giữa. Cả hai bịt mắt, đi tới một khu rừng sâu thẳm, không biết đó đang là ở vị trí nào. Tới nơi rồi. Tám đèn nói rồi nhanh chóng cởi biệt mắt cho hai người. Chào mừng tới khu ẩm thực. Vừa dứt câu tám đen liền đi lên phía trước. Hai người thấy thế thì lập tức theo sau. Địa điểm đầu tiên là bãi rác nơi những bộ bát đũa đã qua sử dụng. Cùng lúc, những cái nồi bị bỏ lại. Trên đường đi, hai người phát hiện ra những cái nồi nấu thịt người. Bọn chúng mổ bụng người phụ nữ đang mang thai để moi lấy bào thai trong bụng rồi đun lên. Nhưng giống như ăn không có chuyện gì vậy. Những cái đầu bào thai đỏ hon hòn bị bỏ lại nổ lênh phanh giữa cái nồi nước ôi thiêu. Sau đó là vô số các loại đồ ăn thừa khác. Hai người nhìn mãi cuối cùng cũng biết, rốt cuộc, đó toàn là thịt người. Nhìn máu me, thịt còn sót lại, giống như được ăn sống vậy. Sau cùng là rác thải cùng với rau bốc lên cái mùi hôi thối chất đầy trong cái hố lớn. đi thêm cả cây số nữa là tới khu ăn uống trong truyền thuyết. khu vực này được chia ra rất nhiều gian nhà, mỗi một ô là một cái nhà tròi có đầy đủ vật dụng cần thiết, được che kín lại. hai người còn bất ngờ hơn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một đám người đang làm gì đó với một cái xác đang bị treo ngược. có lẽ người này mới chết cách đây không lâu. bằng chứng là vũng máu còn động ở viên dưới vẫn còn chưa bị khô, tươi lắm, đỏ lắm. Bọn chúng khoét hai hốc mắt của người phụ nữ bị treo ngược, sau đó thay nhau làm trò đồi bại với những cái hốc mắt trống rỗng đó. Bốn năm kẻ bụng vệ, trần chuồng như nhộng như những con thú hoang đang tạo ra những tư thế cực kỳ dị hậu và kinh tởm. Bọn chúng vừa làm vừa cười sằng sặc với nhau, kể lại khoái cảm khi dung vật của chúng chạm vào não người, cảm giác mềm mềm nhầy nhụa, để mềm ấy không thể nào diễn tả bằng lời. Làm xong cái trò đổi bại, bọn chúng lập tức vui vẻ, khoác vai nhau để lại cái xác chết bốc mùi tanh tuổi kèm theo đó là chất dịch tẩm lợm chảy ra từ hai hốc mắt của cái xác vô hồn thật đáng thương thầy cho tới lúc chết người phụ nữ đó cũng không thể nào ngờ được rằng sau khi chết cơ thể còn bị làm nhục theo cách này tận mắt chứng kiến cảnh này lão lý và tế sẹo chỉ biết bấu chặt lấy nhau trầm sợ hãi này tôi tưởng đây là nơi ẩm à, thực cơ mà bọn, bọn chúng đang làm gì thế Ẩm thực? Đâu mà ẩm thực? Ẩm thực chỉ cho vào miệng ăn. Có biết mục đích của ăn là gì không? Tám đèn cười cợt trả lời. Thế sẹo không chút nghĩ ngợi vội nói. Để, để thỏa mãn cơn đói. Tám đèn bất ngờ cười lớn trước sự ngây thơ của gã đàn ông này. <laughs> Đó là suy nghĩ của mấy kẻ phàm vô tục tử thôi. Sau này có tiền đi, rồi sẽ khắc hiểu lão lý từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng nay lại lẩm bẩm trong miệng nói vừa đủ ba người nghe thấy là thỏa mãn thú tính cho mỗi con người tám đèn chợt dừng lại nghe câu nói đó <laughs> bình thường buổi tối sẽ có đông khách ban ngày ít hơn những kẻ kia tới từ khu kỹ viện để tìm thú vui tuy nhiên cơ thể sống không đủ làm thỏa mãn bọn chúng vì vậy chúng sẽ nghĩ ra đủ trò để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Nên biết rằng ở đây chỉ cần cốt tiền, chịu chi tiền, muốn gì cũng được. Không biết đã qua bao lâu, cả hai được đưa tới giữa khu rừng. Cảm giác vô cùng lạnh lẽo và u tối. Nhìn kỹ thì ở đây có bốn năm người chờ sẵn, tám đèn nhanh nhỏ giới thiệu. Bọn tôi cũng đều là đầu bếp giống như hai người này. Đây ạ là nơi bí mật tiếp toàn những người không ai dám đụng tới đầu. Cố gắng mà làm lão lý và thế sẹo được giao cho một người phụ nữ nhìn tổng thể không giống người Việt cho lắm. Tám đèn tiếp tục nói đúng nó đi. Lão lý gật đầu bắt tay vào làm thế sẹo bên cạnh cũng sắn tay áo và phụ giúp. Cần gì cứ xài mấy tình kia. Tám đèn nói rồi chỉ vào đám người giúp việc đang đứng chờ sẵn bọn chúng chính là những người nợ tiền nhưng không có khả năng chi trả nên bị ép làm việc ở đây hay nói trắng ra là làm nô lệ cho đám người kia. Lão Lý chẳng nói chẳng rằng, thằng thừng lấy nước dội sạch người phụ nữ từ đầu đến chân, rồi đặt xuống nền đất đất trải sẵn lá chuối. Tiếp đó, lão sạch một đường vừa phải, đủ để thọc tay moi ra ruột gan người này. Quả nhiên so với lần đầu tiên, thì lão đã thành thục hơn rất nhiều. Cơ mà rõ ràng lão ta chẳng hề muốn làm những việc này, nhưng lão cố gắng chịu đựng làm theo ý bọn chúng. Chỉ để cho bọn chúng hài lòng, bởi lão hiểu rõ một chuyện khi đã tới đây rồi thì chỉ có hai con đường một là ngoan ngoãn phục tùng hay là chết nhìn những tên lính đánh thuê lầm lầm khẩu súng trên tay đã đủ làm cho cái suy nghĩ muốn bỏ trốn bị dập tắt chỉ một lúc sau nội tạng người được moi hết ra tiếp đó lão lý nhồi nhét những gia vị ướp nướng vào trong bụng người đó rồi lấy chỉ khẩu lại làm xong xuôi mọi việc lão ta lập tức hướng ánh mắt tới chỗ bọn chúng sai bọn chúng, chuẩn bị, hoàn thành, nướng đi. Nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, lão Lý không khỏi khống chế được sự run dậy. Thậm chí, lão còn nghe thấy cả tiếng tim của mình đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Và rồi một cảm giác đau nhói bất ngờ ập đến, kèm theo đó là cảm giác khó thở, vô cùng cực. Lão Lý cố gắng hít thở thật sâu, nhưng tự hồ như càng hít càng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Lão ta cố mãi, cố mãi mới khống chế được nỗi sợ ở bên ngoài, đám lính đã chất hai đống củi lớn. Ở chính giữa, ba người đàn bà bụng mang dạ chửa, được đặt với tư thế nằm sấp. Những ổ bụng to tướng, được đặt nằm sai tư thế, khiến cho nó giống như những chiếc chum sắp bị vỡ vậy. Có lẽ những người đàn bà này cũng đã được mua về, cũng không biết qua bao nhiêu kẻ buôn người đổ về đây nữa. Đám người kia bắt đầu đốt lửa, phút chốc ngọn lửa cháy lên phừng phực. Những kẻ đứng bên ngoài thậm chí còn cảm thấy lửa cháy chưa có đủ lớn trực tiếp ném thêm lá dừa, lá cọ vào trong đám cháy. Sức nóng của lửa làm cho da thịt ba người đàn bà kia bắt đầu cháy bỏng. Những khúc gỗ to tướng được đặt thêm vào, làm than. Than cứ thế cháy hồng, da thịt cũng hồng theo. Thế sẹo càng nhìn lại càng có hiểu. Đốt như thế thì quần áo sẽ bám vào da thịt cháy khét, làm sao mà ăn được. Quả nhiên mùi tóc cộng với mùi quần áo cháy khét làm hai người bịt mũi rồi trực tiếp quay mặt đi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Ngay đến cả người cục mịch, sắc lạnh như thế sẹo cũng không khỏi gai người, lạnh sống đừng. Khoảnh khắc lửa cháy hết chỉ còn lại mớ than hồng rực. Lúc bấy giờ bọn chúng mới đem người phụ nữ đã được tẩm ướp. Lão Lý chỉ đạo cho bọn chúng làm theo ý mình. Chúng đem một cây tre được vớt nhọn tới. Xong, chúng cắm đầu nhọn vào âm hộ của người phụ nữ rồi không biết từ đâu lôi ra một cái chày đóng mạnh vào. Chỉ với vài nhát đóng cây tre đất xuyên qua người phụ nữ từ âm hộ lên tới tận cái cần cổ họng nhìn từ xa không khác gì con lợn sắp bị đem nướng máu tươi chưa chảy hết vẫn còn xảy ra ướt đẫm hai tay bị trói quất về đằng sau hai chân bị trói thẳng vào cây tre bọn chúng đóng bốn cái cọc thành hình chữ x lớn tiếp đó xếp đá vào cho chắc chắn rồi gác người phụ nữ lên trên cái đống than hồng ban nãy người phụ nữ đó nặng lắm nặng đến nỗi làm cho cây tre thõng hẳn xuống ngọn lửa nóng hừng hực từ than hồng như đang liếm lắp thân thể của người phụ nữ xấu xố ngay bên dưới ngọn lửa là xác chết của ba bốn người đàn bà chửa đã được vùi lại như đang ủ khoai nướng vậy bọn chúng cắt cửa nhau xoay đều xiên thịt một tên trong số đó đi tới cái rổ nội tạng làm sạch lão lý tẩm ướp vô cùng cẩn thận nhồi thêm là gia vị đầy trong cái bộ đồ lòng rồi giao cho người làm vào trong một cái xào cuốn chặt vào đấy Bên cạnh đó còn thêm một xiên quả tim. Bên trong, chúng đem ra, nướng tiếp. Tiếp đó là gan người, bọn chúng chọn cách là nướng mọi thứ, cơ như vứt thẳng vào đống than. Tiếng thịt xèo xèo ngay bên dưới tiếp xúc với ngọn lửa. Lúc miếng gan đã cháy xém mặt ngoài, thì lập tức được đám người gấp ra. Bọn chúng dùng những con dao gạt gạt đi lớp cho than bên ngoài, rồi cắt từng miếng từng miếng bày lên đĩa. Miếng gan bên ngoài chín, bên trong mềm vẫn chưa chín hẳn, tỏa ra cái mùi hương thật khó tả lan tỏa trong không khí. Lúc này đây, ngoài làn khói lửa xanh xanh mờ mờ, hòa cùng với mùi khét của vải đốt, mùi tót ra chính từ người phụ nữ, cái mùi hăng hăng, nồng nồng, càng người càng thích buồn nôn, và còn cả cái thứ mùi tanh tuổi tư mỡ người chảy ra. Người phụ nữ cơ thể bị xin qua bởi cái cảnh tre lớn, cả cơ thể nặng chữ thẳng cả xuống đống lửa đang dỉ ra cái thứ mỡ vàng óng ánh qua từng vết nứt trên cơ thể. Ngay bên cạnh là một tên lính đang ra sức quay đều trên than hồng, Lúc sau, một kẻ khác bưng tới một cái bát vàng ống. Nó chính là mật ong rừng nguyên chất. Hắn ta vết mật ong lên người phụ nữ một cách tỉ mỉ cẩn thận. Mỡ người hòa cùng với mật ong dỉ xuống than hồng, bốc cháy xèo trèo. Là nơi tỏa ra cái thứ mùi khen khét tanh nồng. Tới xế chiều, thịt của người đàn bà đã chín gần hết. Lớp da vàng rụng, chỉ còn vài chỗ da bụng là nhăn nhau. Nếu như nói thì khó có thể hình dung ra được đây là một người. Đống than khi này cũng còn cháy hừng hực, nay đã bị lụi tàn gần hết. Ba cái xác bầu cháy đen thui đã lộ ra ở trên nền đất xám cho. Lúc này những kẻ gọi là thực khách kia cũng đã được đưa tới một căn nhà làm bằng gỗ, thắp sáng bằng nến thầm. Kẻ nào kẻ nấy ăn mặc trông vô cùng sang trọng. Giây tiếp theo, người phụ nữ bị nướng chín, đặt ngay ngắn ở trên chính giữa, được trải sẵn một lớp nát dừa. Lo bên dưới là rau sống để ăn kèm. Tiếp theo ba người phụ nữ chửa kia Được khều ra từ đống cho Thế sẹo đứng từ xa quan sát Thốt lên rằng Ê, chẳng lẽ bọn chúng Định định ăn thịt thai nhi bên trong Quả nhiên sau đó Đám đầu bếp dùng một con dao sắc bén Bắt đầu mổ bụng từng người Bên trong dần lộ ra là nội tạng Còn đang bốc khói nghỉ ngút Một tên không sợ nóng đã đưa tay vào nhận lấy thai nhi Hắn ta cẩn thận đặt vào trong một cái bát lớn Do thai nhi đã được 7 đến 8 tháng nên đã hình thành chân tay mặt mũi đều có đầy đủ. Ngay cả cái thứ liên kết với người mẹ là cái sợi dây rốn cũng được chúng cẩn thận cắt ra để chồng với đứa trẻ. Thậm chí, chúng dùng luôn cái bắt để hứng cái thứ nước ối chảy ra từ ổ bụng của người phụ nữ. Cho tới khi những tên đầu bếp đứng đó rắc thêm vài loại gia vị khác. Tiếp theo là quả tim và lá gan. Những phần còn lại, chúng ném ra bên ngoài như rác rưởi không có giá trị. Lũ chó săn đang trầu trực ở đó, chỉ chờ có thế liền vội lao đến cắn xé. Thì ra đám người kia không muốn ăn thịt người mẹ, bọn chúng chỉ muốn ăn thai nhi trong bụng mà thôi. Chúng dùng thân xác người mẹ như một cái nồi. Ở bụng chính là lòng nồi. Chúng đặt úp người phụ nữ xuống để lửa không có làm cháy ổ bụng mà vỡ ra. Nước ối của người mẹ dùng để luộc chín thai nhi. Không biết bọn chúng đã làm chuyện này bao nhiêu lần mới có thể thành thạo tới mức này. Đạo lý không kìm được mà phải thốt lên Với kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm Lão ta nhìn qua đã biết được ẩn tình bên trong những kẻ kia Những đầu bếp khác cũng lần lượt đem đồ ăn vào trong căn nhà gỗ Xong tất cả phải đứng chờ cho tới khi đám người bên trong ăn xong Thì mới được rời đi Những kẻ nhìn bên ngoài thì lịch sự sang trọng Nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa một con quỷ đói khát Chúng ngụy trang bên ngoài bằng một vỏ bọc đẹp đẽ sự giàu sang nhưng bên trong lại thối nát đến kinh tởm Thế dạo lén lén nhìn cái bát đựng thai nhi. Lúc này đây, một tên thực khách đã không kìm được. Vì nước miếng đang trực trào nơi khóe miệng. Hắn ta vội, cắt lấy cái đầu thai nhi. Mút chùn chụt chán chê, rồi trực tiếp xả cái đầu vào trong miệng. Cắn một miếng lớn rồm rốp. Xong, hắn cầm cái bát nước ối hút xì sụp. Biểu cảm khoan khoái như thể đang ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Thế dạo tận mắt chứng kiến, không khỏi sờn gai ốc. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra như tắm. Mãi cho tới tận khuya, lúc này tất cả mới được quay trở về. Tám đèn đưa tận tay lão Lý, hắn bốn thỏi vàng và nói Hôm nay, khách rất hài lòng về món nướng. Bọn họ có thưởng thêm và hy vọng lần sau sẽ được thưởng thức tiếp ạ. Lão Lý không nói một lời, vội nhận lấy số tiền vàng rồi theo hai tên lính đánh thuê ra về. Tới đêm, tiếng xuồng cồm cộp cập bến, bà Lý đi ra đi vào trong nhà lo lắng, sốt hết cả ruột. Ôi dồi ôi, về rồi, Hai người đi đâu lâu thế Làm tôi cứ tưởng hai người chết ở đâu cơ Mãi tôi chiều Một con người kể lại Hai người đi làm việc cho bọn chúng à Phải không Ôi Làm tôi lo quá Lão Lý tỏ ra mệt mỏi không nói năng gì Trực tiếp rút ra bốn thỏi vàng Xong đưa cho Thế sẹo một thỏi Còn ba thỏi đưa cho bà Lý Bà Lý còn đang tính nói gì đó Nhưng khi nhìn thấy vàng Hai mắt bà tạt sáng rỡ Ai chả Sang đấy làm gì mà chúng quả lớn thế lão Lý không trả lời vì mệt mỏi đi vào trong nhà tắm còn không quên quen lại lườm thế sẹo. Lần sau mày còn như thế thì để tự mày lo đấy. Thế sẹo gãi đầu. Ê, Vâng vâng em biết rồi. Lần sau em sẽ hỏi ý bác trước. Bà Lý vội kéo thế sẹo ra ngoài rồi hỏi những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Thế sẹo lúc này cũng đã mệt mỏi lạ cả người hắn ta nhờ bà Lý làm cho cái gì đó để ăn. Rồi ngồi kể chi tiết mãi tới tận khuya. "Chết thật, hai người lần sau đừng có nhận việc như thế nữa. Lỡ đầu làm không vừa ý chúng nó, có mà chết dục xương Thế sẹo cũng nhận ra cái sai của cái miệng mình, hắn ta không nói thêm gì nữa, vội vàng và nốt cái tô cơm rồi nhanh chóng ra về. Ngày hôm sau tám đen đi xuống tới nhà tìm gặp vợ chồng lão Lý rồi nói: "Này, sắp tới là sinh nhật của ông chủ Cho nên lượng khách hàng Cần nhiều hơn Mà nguồn hàng cung cấp không có đủ Nhờ ông bà hỗ trợ đấy Bà Lý đứng ngồi không yên Ừ các, các, Vậy các ông Cần hàng như thế nào Tam đèn không vội trả lời Trực tiếp đặt lên bà một túi vàng lớn Nhiều lần trước Nhưng mà hàng các người phải tự chuẩn bị Yêu cầu còn nguyên Và không làm gì hết Bà Lý nhìn thấy đống vàng thì không khỏi hoang mang, nhất thời không biết xử trí như thế nào. Dường như như đọc được suy nghĩ trong của đối phương, tám đèn không nhanh không chậm. Không cần giao ngay đâu, thời gian là 8 ngày. Không quá nhiều, đúng chứ? Bà Lý do dự một lát rồi nói... Nh nhưng chắc không có thịt tươi đâu Ông xem Thịt khô có được không Không được Phải là thịt tươi Đạo lý nhìn đống vàng bằng cả năm làm động vất vả thì lòng tham bỗng chốc nổi dậy lão ta không kìm được lập tức lên tiếng tôi nhận tám đèn thấy chuyện đã xong nhanh chóng rời đi trước đó còn không quên để lại một câu tới ngày tôi sẽ đón người lấy thịt sau khi tám đen rời đi ba người bắt đầu ngồi lại bàn bạc xem nên làm sao để có thể chuẩn bị được một số thịt lớn như vậy mà không bị ai phát hiện giờ gần đây bên mình cũng có người muốn tới đó làm giàu Có khi lừa lấy vài tên Thế sẽ nói tiếp Cho tôi chút chàng, Tôi sẽ trả trộn vào đám người Dùng vàng lừa bọn chúng Lão Lý suy nghĩ một lúc Rồi thấy kế hoạch này khá hợp lý Lão ta lập tức hưởng ứng Ý kiến hay Lừa những kẻ đi một mình Bởi khi những kẻ đó đột nhiên biến mất Chả ai để ý đâu Hàng ngày thế sẹo sẽ lần la những nhóm người hay ngồi tụ năm, tụ ba hóng chuyện. Nhờ vào tài ăn nói của mình, hắn ta đã lừa được kha khá người tới quán, uống rồi nghỉ chân. Tiếp đó hắn ta chìa vàng ra, rồi vẽ cho những kẻ đó con đường có thể làm giàu nhanh chóng. Quả nhiên những con mồi đơn lẻ ấy, thấy cái lợi trước mắt, làm sao có thể thoát được lời ngon tiếng ngọt qua miệng lưỡi của hắn ta. Bây giờ đây, việc của thế sẹo đã xong, mọi thứ để lại cho vợ chồng lão lý giải quyết. Ngập được con mồi thích hợp, thì bà Lý sẽ tỏ ra lòng thương hại. Những người đó đa số đều là băng rừng trèo đèo lội suối, thân thể ít có lành lặn. Thông thường nhẹ thì bị chảy ra chốc thịt, nặng hơn thì sẽ bị những vết bầm tím, thậm chí có khi là dạn xương rách thịt. Bà ta giả vờ ân cần với những người bị thương, dù nhẹ hay nặng, bà ta cũng đút cho một bát cháo cả nướng. Rồi lại tỏ ra đau xót khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể của những người lữ khách. Bà ta luôn có thể biểu hiện bản thân của mình là một người chu đáo tận tình thương người. Quả nhiên với cách này, những người nhẹ dạ cả tin sẽ nghe lời ngon tiếng ngọt từ miệng bà ta lập tức bỏ đi sự phòng bị và tin vào việc trên đời này luôn có một người tốt như vậy. Những bát cháo gà nướng được bọn chúng úp xì sụp một cách ngon lành, nhưng những người này đâu biết rằng bát cháo gà kia có một phần là thịt gà, bốn phần còn lại là thịt người. Tất cả đều được băm nhuyễn rồi thêm gia vị khiến cho họ không thể nào phân biệt được. Các bạn nên nhớ rằng vết thương hở cực kỳ kỵ thịt gà. Bởi vì thịt gà có tính nóng, gặp vết thương sẽ đau nhất. Nằm chậm đi quá trình lên da non, từ đó vết thương sẽ lâu lành và cực kỳ ngứa ngáy. Tiếp theo là thịt nướng. Nó sẽ làm cho hao hụt chất khoáng trong cơ thể, khiến cho cơ thể mệt mỏi và không có sức chiến đấu. Lại còn được cho thêm rất nhiều gừng, vì cây gừng làm cho vết thương lâu lành hơn. Nếu để lâu, sẽ dẫn đến tình trạng mưng mủ, lỏ lét. Nói chung, bắt cháu tưởng đây là đầy đủ dinh dưỡng và tình thương. ấy nhưng có tám phần đều là thuốc độc hại họ cho những kẻ bị thương. Còn những kẻ đang khỏe mạnh thì bà ta sử dụng nhiều mánh khóe hơn. Còn những kẻ đang khỏe mạnh thì bà ta sử dụng nhiều mánh khóe hơn một chút. Khi rượu thịt được đưa ra, bà Lý cố ý rót một ly rượu đầy để mời người đi đường. Kèm theo đó là ánh mắt đong đưa gợi tình. Hiển nhiên có có người đàn ông nào có thể từ chối được. Để tránh bị nghi ngờ, bà Lý đứng ra uống trước một ly đầy sau đó mới rót tiếp hai ly mời khách. Điều đặc biệt là những ly nước lá được bà Lý đun sẵn để giải khát đã được cho thêm hạt thầu dầu dã nát. Bà ta đã dùng thủ thuật làm cho nước chỉ có mùi lá cây. Dĩ nhiên, người bình thường đâu biết được thực hư ra sao bởi vì không phải rượu hay thức ăn bị bỏ thuốc, mà chính là ly nước lá mà họ vừa uống vào để chống khát khi bị bà Lý trục chạm. Dĩ nhiên, người bình thường đâu viết thực hư ra sau, bởi vì không phải rượu hay thức ăn bị bỏ thuốc, mà là chính là ly nước mà họ vừa mới uống chống khát bà Lý đưa cho. Khi uống thêm rượu, sẽ gây ra cảm giác bồn chồn trong dạ dày. Rồi miệng sẽ không ngừng nôn thốc nôn tháo, đầu óc đau nhức, thân thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh, triệu chứng không khác gì là say rượu. Cuối cùng dẫn đến suy tim, rồi dần dần ngất đi lúc nào không biết. Ngoài ra cái thứ rượu thường dùng được mang ra đãi khách cũng được lão lý đặc biệt đặt từ một con buôn có tiếng bền tàu. Người đó còn quảng cáo là khi mổ ra nạn nhân sẽ không cảm thấy đau đớn, giữ được độ tươi của thịt. Và là những con mồi ngây thơ cứ thế sập bẫy với đôi vợ chồng ác quỷ. Đợi đến đêm khi quán đã đóng cửa, lúc này vài người bị trúng độc đã nằm dạp ở trên bàn, không biết trời đất. Nhìn vào người ta nghĩ đó là mấy tên bợm rượu uống dài quá nằm vật ra đó. Khi nào tỉnh dậy, sẽ tự động rời đi. Tuyệt nhiên không ai biết rằng bọn họ chính là nạn nhân trong đường dây buôn người đầy man dợ. Đám người sau đó bị lão lý cẩn thận lôi vào trong bếp, rồi dùng móc, móc treo ngược lên như xúc vật. Bởi vì trước đây, lão lý chưa từng được làm thịt người sống bao giờ, mà chỉ lấy thịt của những kẻ đã chết do những kẻ trèo xuống đem tới. Cho nên, lão ta vẫn hơi ruồn tay. Bà Lý thấy vậy, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chồng thì động viên. Cứ làm như làm thịt lợn đi ông. Lão Lý hít một hơi thật sâu, bắt đầu cắt một nhát ở ngay cuống cổ nạn nhân. Do là nạn nhân uống nhiều rượu nên máu khó đông, từng giọt máu tươi cứ thế ổ ạt chảy xuống, phút chốc đầy cả một cái thau máu. Do là lần đầu tiên cắt tiết người sống nên cảm giác cứ dần dần vẫn không ngừng bùa vây lấy tâm trí của lão ta. Cơ mà khi nghĩ tới cái túi vàng mà mình được trả công thì vẻ mặt của lão Lý lại trở nên hớn hở vô cùng. Trong đầu lão Lý chợt nghĩ tới một món ăn cực kỳ ghê tởm đó chính là tiết canh để không phải lãng phí cái chỗ máu đó. Bởi nếu đổ ra bên ngoài ắt sẽ kéo theo những chuyện không đáng có khác. Sau khi thu được một chậu tiết lớn lão ta đã thêm nhiều vụ da khác nhau để máu không thể đông rồi đóng vào trong chai. Khi nạn nhân đã ngừng thở thì mọi việc diễn ra cũng trở nên quen thuộc hơn. Lão ta chỉ cần làm sạch lông, tóc và đem đi cất. Ngày hôm sau, quán phở nhà lão Lý còn phục vụ thêm món tiết canh lợn. Những người đến ăn đều tấm tắc khen ngon, tiết canh ở đây đậm đà, thơm ngon, ngọt hơn hẳn những nơi khác. Lại có tới đám người bị thương, vết thương ngày càng trở nên nặng, cơn đau bút âm mỹ, từ ngày này qua ngày khác. Từ vết thương nhỏ bỗng chốc trở thành vết thương nặng, khiến cho họ không thể đi lại được. Đành phải nương nhờ ở quán vợ chồng lão Lý. Nhìn những vết thương mưng mủ, lở loét và nhiễm trùng nghiêm trọng thì bà Lý lấy làm hài lòng lắm. Những người không chịu được cơn đau hành hạ, đành phải quay về. Hiển nhiên thế sẹo sẽ đảm nhiệm việc đưa những người này ra sông lớn để họ bắt thuyền. Tuy nhiên, thực tế làm gì có con sông nào? Giữa vùng dùng nước hoang vu như thế này, không thiếu những chỗ kín đáo để hắn ta ra tay trừ khử con mồi. Tất cả việc đều được hoàn thành mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Rất nhanh hẹn đã tới, vẫn như thường lệ. Tới trước giờ, tờ mờ sáng là tiếng xuồng chèo lộc cập xếp vàng lên ba người lúc này đây đã ngồi chờ sẵn ở đó tám đèn nói tiệc lần này rất là lớn lớn nhất chưa từng có mà lại đang thiếu đầu bếp nên ba người đi luôn để phụ trách việc nấu nướng hà Tình nính đi sau quần những bao tải người đặt xuống thuyền rồi nhanh chóng khống chế ba người lên luôn căn bản không cho họ có cơ hội để từ chối yên tâm đi lần này nếu làm tốt cả ba sẽ được thưởng hậu hĩnh Ba người không dám cãi lời, đành phải nghe theo chỉ đạo. Bọn họ trèo thuyền tới lúc trời hững hờ sáng, thì bịt mắt cũng đã được tháo ra. Khi này đây, họ đã tới khu ẩm thực. Do đã quen từ lần trước, nên lão Lý và Thế Sẹo không có bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Chỉ có bà Lý mới chỉ nghe kể qua thôi. Giờ đây tận mắt chứng kiến thì không tránh khỏi buồn rủn chân tay. Ngay khi tới khu vực được phân công, nơi này đã trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn hẳn. Có lẽ vì sắp tới sinh nhật của ông chủ nên mọi thứ cần phải được chuẩn bị kỹ càng hơn bao giờ hết chăng? Tiệc tối này sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ, ba người cứ tùy ý hành động. Nói xong tám đen lấy bốn bao thịt ra, chỗ còn lại thì để cho lão lý xử lý, rồi đem cho lão một mảnh giấy. Đó chính là thông tin và sở thích các vị khách ngày hôm nay mà lão ta phải phục vụ. Bên trong mảnh giấy chỉ ghi vòn vẹn dòng chữ, ngon, bắt mắt, hoành trắng, Lão Lý đi tới nơi. Hôm nay, lão phải nấu nướng phục vụ. Chỗ này được dựng thành hình vuông. Ở giữa là một khoảng sân lớn. Thực khách sẽ ngồi ở bốn góc cạnh và thưởng thức. Món ăn lão Lý nhìn tờ giấy, suy nghĩ một hồi lâu. Má nó chứ, làm cái thứ gì đó hoành tráng. <laughs> Bà Lý ở một bên lắc đầu tỏ ra chẳng hiểu gì. Chỉ biết rằng hôm đó lão Lý nhờ thế sẹo dắt theo bốn người giúp việc rồi dẫn đi chặt gỗ. Những cây gỗ lớn nhỏ cùng với dây thừng được khuân về hết. Cả một ngày trời bà Lý được giao nhiệm vụ tẩm ướp và chuẩn bị những gì mà lão Lý dặn. Ngoài ra, bà Lý còn có thêm bốn người khác hỗ trợ nữa. Chớp mắt đã tới giờ đón khách. Một ông khách người tàu béo nứt, trên người đeo đầy vàng, đi tới. Theo sau là một đoàn người có vẻ như là người của một băng đảng xã hội đen nào đó. Vì trong ai nấy đều giữ tợn, xăm chỗ kín người. Vừa tới, họ đã trầm trồ nhìn ra bên ngoài, ngay chỗ khoảng sân là một đống lửa lớn đang cháy hừng hực, ngay giữa bãi đất trung tâm là một cây dừa làm trụ cho đống gỗ xếp xung quanh cháy rực. Tiếp đó là bảy cái cọc hình chữ thập được đóng xuống đất tạo thành hình tròn, trên đó được treo một số người sống đang bị nướng chín dưới sức nóng của lửa. Tay chân của người đó bị đóng đinh vào cột, ngọn lửa hừng hực như cái lưỡi của quỷ liếm lát trên cơ thể treo lên. Cơ thể của họ được tẩm ướp rất nhiều loại gia vị dưới sức nóng của lửa lập tức tỏa ra mùi thơm nước mũi nhưng làn da bóng loáng do lớp mỡ chảy ra sóng sánh nốt toác vòng ngoài cùng là vòng tròn lửa được đắp cao thành ở đó cũng có người nhưng những người đó đã được đắp bùn quấn lại đoàn người nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi khiếp sợ họ cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến sự điên loạn của người đứng đầu chỗ này còn ông chủ của họ thì vỗ tay đồn đốc miệng không ngừng tấm tắc khen trông có vẻ rất vừa ý với hắn Trải qua một khoảng thời gian, đám cháy rừng rực cũng dần tắt lụi, để lại những cơ thể vừa chín tới bốc mùi hương ngào ngạt cùng với lớp mỡ liên tục nhỏ xuống bên dưới. than hồng gặp mỡ cứ cháy xèo xèo, bốc lên khói. Mặt khác, về phía những người được đắp bùn ở phía bên ngoài, lớp bùn đã khô cứng, nứt ra. Bên trong cơ thể của bọn họ giống như bị hấp chín, bốc khói nghỉ ngút. Ngắm nhìn một lượt xong, lão lý lập tức cho người mang những người đó bày lên trên bàn. Vẫn là cách bày biện đơn giản, vô cùng đơn giản. Một chiếc mâm lớn được xếp sẵn các loại rau sống và đồ chấm. Ông chủ đoàn, người không kìm được cơn thèm, đã dùng dao cắt một phần da thịt, cho vào miệng nhai. Mỡ người theo đó phọt cả da mép lão. Lão ta nhắm mắt nghiền lại, từ từ cảm nhận hương vị ngọt từ thịt, ngọt từ xương đang tràn ngập khắp khuôn miệng. Xong, lão gật đầu cho người bắt đầu bữa tiệc. Chính vào lúc này, bỗng đám người xung quanh đồng loạt hò reo Hóa ra là họ đang chào đón ông chủ của khu tự trị này. Cả ba người nhà lão Lý dường như chẳng mấy quan tâm lắm. Bọn họ khẽ thở vào nhẹ nhõm khi thực khách của ngày hôm nay và họ phục vụ cảm thấy hài lòng với món ăn này. Lúc ba người đang định tìm chỗ để nghỉ ngơi thì đột nhiên từ đằng xa có tiếng chân rậm thình thịch. Hình như không chỉ có một mà rất nhiều tiếng chân đang vang lên gấp gáp và hỗn loạn. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì thì dây tiếp theo là những âm thanh loạn xạ cùng những tiếng nổ rền vang làm rung chuyển cả khu này. Bắt đầu là một tiếng nổ lớn, sau đó là hai, ba, rồi một tràng tiếng nổ dài liên thanh. Cả ba người nhà ông Lý đều giật mình vội đứng dậy. Ui, ông ơi, quân đội hình như đang đánh vào đây hay sao ấy? Bà Lý bật vội dậy cô khoáng khắp nơi tìm đèn. Miệng thì gào lên như lợn bị chọc tiết. Bà Lý tính gào lên lần nữa nhưng bị lão Lý nhanh tay bịt miệng lại. Lão gần giọng nói. Im mồm đi Để xem chúng đánh từ hướng nào Làm gì mà cứ cuốn cả lên Bà Lý vội gạt tay lão ra Rồi nói Đánh tới nách rồi còn không lo mà chạy Ông Lý bực dọc quát Để xem nó đánh từ đâu mới biết đường mà chạy chứ. Không biết nó đánh từ đâu cứ cắm đầu chạy để nó hốt cho nhanh à. Màu, thu dọn đồ đi. Lấy những thứ cần thiết, nhanh lên, không chết cả nút bây giờ. Bà Lý gật gật đầu, vợ thu dọn hành lý rời đi lão lý lèn lén thò đầu ra cửa quan sát bên ngoài lúc này là vô số bóng đèn đang chạy nháo nhào cả lên những cái đầu nhấp nhô trong màn đêm chúng chạy tới đầu là ra soát từng ngôi nhà gỗ tới đó kèm theo đó là tiếng nổ và lửa bốc lên ngùn ngụt, ngụt tiếp theo lại có tiếng một quả đạn pháo vừa cày nát một căn nhà bên cạnh nơi gia đình ông lý đang ẩn nấp chết rồi chạy không kịp rồi bọn chúng bảo vệ hết chỗ này rồi bên ngoài có tiếng súng bắn tới Bên cạnh đó có cả tiếng bắn trả, tiếng trẻ con cóc ré lên, tiếng của những người phụ nữ cùng với âm thanh họ hét lên khi bỏ chạy tán loạn. Đoàn người ùn ùn lũ lượt kéo nhau di tản giống như lũ kiến đang chạy mưa rào. Trong số đó, có người không nhịn được mà buông lời chửi rủa. Bạn trả nó, đánh út tên này! Không kịp trò tay rồi, chạy đi! Tuy nhiên, bên cạnh những kẻ đó, có kẻ có tật giật mình đang tìm cách tháo chạy tán loạn vẫn có những kẻ vẻ mặt khắc khổ quỳ dập xuống đất khóc lóc. Được cứu rồi! Được cứu rồi! Tạ ơn trời đất! Tạ ơn trời đất! Có thể thoát khỏi địa ngục rồi! Đột nhiên đoàn người dừng lại rồi cứng ngắt. Trong đó, có vài người từ đâu bất ngờ quay lại chạy ngược hướng, mặt mũi bè bét máu. Họ chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, không thèm nhìn ai cả, giống như đang cố gắng chạy trốn thứ gì đó khiếp đảm lắm vậy. Lúc này đây, mới có người bất giác hét lên cảnh cáo. Hướng này cũng bị bao vây rồi, chạy hướng khác đi. Cơ mà biết chạy đi đâu bây giờ? Trước sau gì đều là tiếng gào thét thảm tiết, tiếng trẻ con khóc, tiếng người hối thúc nhau bỏ chạy. Khung cảnh hỗn loạn tới mức không ai nghe được ai nói gì. Đoàn đằng trước thấy bị bao vây, nên tính quay đầu chạy đằng sau. Đoàn đằng sau không biết có sự gì, cứ cắm đầu mà xô nhau, làm tắt cứng cả một đoạn đường. Thậm chí có người còn lao cả xuống kênh, cố gắng trèo lên con thuyền nào đó để chạy trốn. Đột nhiên có tiếng súng bắn liên hoàn, khiến cho một đám người lại càng gào thét dữ tợn hơn. Bà Lý buồn dồn chân tay, mặt cất không còn giọt máu, quay sang nhìn não Lý. Làm... làm sao bây giờ ông? Ông ơi, làm, làm sao bây giờ? Ông Lý suy tính một hồi, rồi dứt khoát kéo bà Lý lần ra sau bếp Gần tới con kênh, hai người cẩn thận lấy bùn đắp kín cả người rồi nằm im ở đó. Bà Lý bị dọa cho toàn thân run rẩy rồi lại thốt thiết khóc. Ông Lý bên cạnh bực lắm nhưng vẫn phải bấu chặt tay bà Lý để bà chấn tĩnh lại. Một lúc sau, vùng đất tự trị đã bị quân đội kiểm soát. Vợ chồng lão Lý nằm im dưới bãi sình, trong lòng không ngừng cầu trời khấn Phật cho bọn họ không tìm ra mình. Với tâm lý là tội phạm, họ không nghĩ quân đội tới là để truy bắt những tên đầu sỏ Vợ chồng lão chỉ nghĩ dù gì họ cũng tham gia vào việc giết người và sự man dợ ở đây chính là nấu người cho bọn kia ăn. Nếu bị bắt thì chỉ có đường chết. Ngay vị trí mà vợ chồng lão Lý đang trốn chính vào lúc này đây có một người mặc quân phục tay lầm lầm cầm khẩu súng đi ra đằng sau quan sát. Anh ta đứng trên bờ còn hai người nằm dưới kênh không dám nhúc nhích. Người đó đứng đó quan sát hồi lâu xong không phát hiện ra điều gì bất thường đang tính quay đi thì một tiếng á chợt vang lên âm thanh tuy rất khẽ nhưng đã vô tình lọt vào tai người đó đối phương vội cầm dũng chĩa súng còn cành hai vợ chồng lão lý nhanh chân lẩn trốn tuy nhiên do trời quá tối tầm nhìn có chút hạn chế nên người đàn ông không hề phát giác ra là có người đang trốn ở dưới đó thì giam thanh vừa rồi là của bà lý bà ta bị con vật nào đó chui vào trong quần làm bà ta sợ quá kêu lên may mà lão lý đã nhanh tay bịt miệng con mụ ấy lại gần giọng nói nhỏ mà lúc này còn rắn giết cái gì nhắc yên Thứ đó không ngừng bò trườn trong người bà Lý Làm bà ta sợ giận cả tóc cấy Cố gắng nhắm mắt nhắm mũi Để kìm nén nỗi sợ Thứ đó húc húc đầu vào trong quần của bà Lý chán chê Nó lại trườn qua cái cặp quần Tiếp đó bò lên bụng rồi đến ngực Cuối cùng là chui ra từ cổ áo Cái đầu thò lên Cái lưỡi thẻ ra rồi lại thụt vào Thì ra là một con rắn cạp nia Dài ngoang ngoang đang bò trườn trên mặt bà Lý. Nhìn thấy là rắn độc, bà Lý không dám thở, cũng không dám cử động, chỉ sợ con rắn ngứa miệng cắn cho một cái là đi đời nhà ma. Con rắn bò lên đầu rồi trườn qua người của lão Lý, xong mới chậm chậm bỏ đi. Đúng lúc đấy, tên lính cũng rời đi khi không phát hiện được gì. Hai người cứ nằm im cho tới khi tận trời sáng. Mặc cho những âm thanh xung quanh diễn ra không khác gì dưới địa ngục A Tì. Hai người không ai bảo ai nhưng rõ ràng cả hai đều biết Chỉ cần nhúc nhích đi khỏi đám bùn Là chắc chắn sẽ bị viễn viên đạn lạnh ngắt kia Găm vào người lỗ chỗ như tổ ong bầu Khi trời vừa tờ mờ sáng Ánh nắng đầu tiên trong ban ngày chiếu xuống qua tàn lá Đồng thời cũng là lúc cuộc chiến chấm dứt Khắp nơi đầu đầu cũng là khung cảnh tan hoang Những ngọn dừa và tất cả ngôi nhà gỗ Vẫn còn đang cháy ẩm ỉ do đạn pháo gây ra Hàng đoàn người bị quân đội bắt giữ lôi đi toàn bộ vùng đất bị truy quét gần như không còn lại gì. Vợ chồng lão Lý sau khi nghe ngóng tình hình, nhận thấy mọi chuyện đã yên ổn mới dám trù lên bờ. Ai ngờ người tính không có bằng trời tính. Ngay sau khi vừa chu lên thì loạt họng súng lạnh ngắt, đất chạm vào gáy hai người. Vợ chồng lão Lý vội vàng, giơ tay, quỳ xuống cầu xin dối rít Phía quân đội đang định hành hình hai vợ chồng lão Lý tại chỗ thì bất ngờ một người không biết từ đâu chạy tới ngăn cản. Là người của mình, Chắc họ sợ quá mới trốn ở đây. Hai người phải quỳ xuống hướng mặt ra con kênh nên không hiểu rốt cuộc người kia đang nói gì. Nhưng họ nghe giọng thì quen lắm. Hóa ra là thế dẹo. Hắn ta đã khốn khéo đóng giả là một người bị bắt ép làm việc ở đây. Tình cờ gặp được vợ chồng lão Lý cũng đang bị bắt. Hắn vội giải thích. Trong lúc được quân đội dẫn rời đi, bọn họ chợt nhìn thấy một xác người bị bắn chết. Trên tay vẫn cầm 55 lăm lăm khẩu súng đã hết đạn. Hóa ra là tám đèn có lẽ chưa kịp bị bắn chết, hắn đã chống trả vô cùng quyết liệt, mãi sau này vợ chồng lão Lý cũng tìm ra được đường về quê, còn dẫn theo cả Thế dẹo Những cái chết, những việc làm tội lỗi luôn ám ảnh tâm lý của ba người họ. Sau này về quê lão Lý cùng vợ mở lại quán vở bò, cả ba người thay đổi tên họ buôn bán sống qua ngày, hiển nhiên không một ai nhắc đến chuyện cũ. Và rồi cuộc đời ba người sẽ như thế nào, bắt đầu lại từ đầu như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Những tội ác cứ thế mà chìm xuống quá khứ ư. Bọn họ thật sự sẽ thoát khỏi cắn cân của công lý ư. Những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn, cho đến khi hồn lìa khỏi sắc, bỗng nhiên cho tới một ngày nọ. Ngày hôm đó có một người đàn ông, đội khăn kẻ caro, che kính cả mặt trông rất bí ẩn. Thấy khách đi vào quán, bà Lý đon đà dẫn khách vào bàn ngồi. Sau khi hỏi han một lượt, bà ta vui vẻ rót rượu tiếp đãi. Nhưng tuyệt nhiên, người đàn ông không uống một giọt rượu nào, mà chỉ xin một cốc nước mắt. Trước khi đi, người này còn không quên nhắn lại một câu: người tốt cho anh chị. Nếu chết, tôi nhất định sẽ lập với ổ. Nghe được điều này, lão Lý vút chốc đỏ mặt tía tai, lập tức sai thế sẹo lôi cổ vị khách kia ra khỏi quán, rồi tẩn cho một trận. Thế sẹo hùng hùng hồ hồ đi tới, nắm lấy cổ áo người đàn ông, lôi ra bên ngoài. Được một lúc sau, thế sẹo quay ngược vào bên trong nhà, nhưng... Hắn chỉ ngồi ở bậc hiên rồi dõi mắt nhìn về phía xa xăm, phía cánh đồng với những bông đúa chín vàng gầm. Ngày hôm đó, hắn ta giống như người mất hồn, dáng vẻ đờ đẫn, ai hỏi gì cũng im bặt chẳng nói, chẳng rằng. Lão Lý thấy vậy cũng không để ý, chỉ nghĩ hắn ta hôm nay chắc phải gió hoặc thiếu rượu cũng nên. Chiều hôm đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn rông lớn. Bầu trời ban ngày, đang nắng trăng trăng là vậy. Bây giờ đây, đột nhiên mưa lớn chớp mắt mây đèn đã kéo đến che lấp đi ánh sáng cuối ngày lão lý thấy vậy thì bảo vợ hôm nay đóng cửa sớm một bữa sau khi dọn dẹp xong xuôi chính là lúc chuẩn bị đóng cửa thì lão lý thấy thế sẹo bỗng dừng đứng dậy rồi đi đâu đó này, mưa to thế này mày định đi đâu lão lý ở sau hỏi với theo nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ thế sẹo hắn ta lững thững đi thẳng về phía trước một cách vô định. Ui cái thằng điên! Lão Lý tức tối chửi thầm một câu, bởi vì lão thừa hiểu tính cách của thế sẹo. Tối đó hai vợ chồng lão Lý đang ngồi ăn cơm như thường ngày. Lão Lý hít chợt rót một cốc rượu uống. Bà Lý thấy chồng uống cũng bon chen rót một ly. Tuy nhiên, hai vợ chồng ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng chính cốc rượu này sẽ thay đổi cuộc đời mình. Đêm đó khi hai vợ chồng lão Lý đang ngủ say, chợt một tiếng sét bất ngờ rội xuống, Dịch ngang bầu trời. Hình bóng thế sẹo bỗng nhiên xuất hiện ngay đầu giường. Hắn ta cầm một sợi dây thừng và nở một nụ cười gian ác. Đột nhiên, một cáo nước lạnh từ đâu hất xuống đầu của lão Lý. Lão lờ mờ tỉnh dậy, nhưng không thể cựa quậy. Trước mặt lão là hình ảnh mụ vợ bị trói ngược lên trên cao, miệng thì bị bịt kín bằng băng dính. Đứng ngay bên cạnh là thế sẹo. Hắn ta đang cầm con dao sắc nhọn, mà hằng ngày lão lý vẫn thường dùng để xẻ thịt lão vừa nhìn sơ qua liền đã hiểu tình hình cố gắng vùng dậy nhưng không có cách nào thoát khỏi cái mớ dây thừng đang kìm hãng mình mày mày tính làm gì đáp lại câu hỏi chỉ là sự tĩnh lặng cùng với tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt thế sẹo như một cái sắc không hồn vậy hắn ta im lặng cầm con dao cứa một đường ngọt định vào cổ của bà lý chứng kiến cái chết cận kề bà lý nước mắt nước mũi chảy ra giàn ruộng nỗi sợ hãi làm cho toàn bộ dây thần kinh như bị căng cứng khiến cho mụ phóng uế các thứ trong người bừa bãi tất cả dịch bài tiết cơ thể chảy xuống trộn chung với máu tươi phút chốc tạo thành một mùi hôi tởm lợm bà lý dãy ruộng một lúc rồi chết do mất máu quá nhiều lão lý cũng sợ hãi trước cảnh tượng đó lão lúc này đây tức sợ đến mức vung chân rồi lại cựa quậy mồm không ngừng cầu xin đối phương nhưng đổi lại chỉ là cách nhìn lạnh lùng của thế sẹo. Lúc mày giết con tao, mày có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không? Chính lúc này đây, một người mặc áo đen, đầu quấn kính khăn, thình lình xuất hiện. Mày, mày là ai? Rốt cuộc, tao có thù oán gì với mày? Lão Lý hai mắt lòng dòng dọc, tính lao vào người áo đen mà quên mất rằng mình đang bị trói. Người bí ẩn kia chẳng hề có ý định nhân nhượng, hắn liền trực tiếp tung một cước ngang mồm của Lão Lý. Còn không quên, bồi thêm một cú đạp vào bụng. Hắn ta vừa đánh vừa nói. Mày không nhớ, mày làm những gì? Sao mày dám mở mồm nói câu đấy? Biết mạng mình có giữ. Hết cách, Lão Lý không còn giữ chút liêm sỉ nào, bèn quay ra cầu xin được sống. Người áo đen liếc nhìn vào chậu máu pha lẫn chất thải của bà Lý Thông thả nói một câu Uống hết chỗ kia đi Lão Lý định mở mồm phản ứng lại Nhưng bất ngờ nhận thêm một cước từ người đàn ông Thế sợ như một kẻ mộng du Chỉ biết phục tùng Hắn nhét một cái phễu vào mồm của lão Lý Rồi đổ toàn bộ chất thải cộng với máu vào mồm Tinh thần của lão Lý lúc này đây đã đạt tới cực điểm Vì sự sợ hãi Cả đời này có nằm mơ lão cũng không bao giờ nghĩ đến tình cảnh này uống máu và cả chất thải của người mình yêu thương nhất người đàn ông từ tốn cất gọn cái khúc cây vào trong túi sau đó rút cho một cái bàn tay một bàn chân đặt lên trên bàn chậm chậm lột ra nhìn cách hắn thực hiện thật sự ám ảnh ở cái vùng đất năm xưa ùa về trong tâm trí của lão lý mày mày thực ra là ai? người áo đen dừng tay một nhịp rồi tiếp tục moi ruột của bà Lý đặt sang một bên, máu tươi chảy ra làm ướt đẫm sàn nhà. Lão Lý bị trói chặt chân tay, bất lực, ra dứt gào thét. Kẻ áo đen đó vẫn ra tay vẫy hiệu, thế sẹo thấy vậy liền lao vào đấm tới tấp vào mặt lão Lý cho tới khi mặt của lão về bết máu. Tao là cha của đứa trẻ, mày đã xả thịt là người mà chúng mày cắt uống máu ảnh thể đấy đạo lý sửng sốt mất mấy giây rồi hoảng loạn nói kh không không phải tôi giết là là bọn chúng giết đem tối cho tôi mà người đàn ông nghe xong những lời biện bạch đó thì không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt <cười> <cười> mày nghĩ bọn chúng với chúng mày khác nhau à tao không ngờ bọn mày giết người không biết ghê tay đến vậy cũng chỉ có xúc vật mới máu lạnh như chúng mày. Người đó vừa gào, vừa nghĩ ra đủ lời lẽ thập tệ chửi rủa tới mức khẳng cả cổ họng. Nước miếng cứ theo đó mà văng tứ tung. Lão Lý nghe tới đây mới vỡ lẽ. Phải chăng đây chính là quả báo tới muộn đối với những việc đáng ghê tởm mà lão từng gây ra? Lão Lý lúc này đây vô cùng ân hận, chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi. Thật ra ngày đó, lão cũng chỉ vì đồng tiền che mở mắt sau cùng ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của họ mày giết con tao tao giết vợ mày coi như hòa người đàn ông ấy trả thù xong liền quay người rời đi tuy nhiên trước khi đi hắn còn vỗ vỗ vào người thế dẹo như ngầm hiểu ý thế dẹo liền đi tới cái xác của bà trực tiếp chặt lấy cái đầu rồi để cả dao cả đầu ngay cạnh lão lý ngày hôm sau người dân táo hỏa khi quán phở của lão lý đột nhiên bị cháy rụi bên trong đám cháy có xác một người đàn ông đã cháy đen không thể nhận diện đang ôm lấy một cái đầu người bọn họ biết rằng vợ chồng của lão lý đã chết trong đám cháy nhưng lại không tìm thấy thi thể của bà lý đâu ở đó họ còn phát hiện ra một cái hũ rượu chứa tứ chi của người được bảo quản nguyên vẹn không có bị cháy trên hũ rượu còn ghi dòng chữ được viết bằng máu tội ác của những kẻ buôn người ngay bên cạnh là cái nồi thịt kho, ở trong đó là những mảnh thi thể đã được nấu chín. Lúc này đây, mọi người mới phát hiện ra ngón tay đeo đầy nhẫn vàng, thì nhận ra mảnh thi thể bên trong đó chính là của bà Lý. Mặt khác, sau vài ngày xảy ra đám cháy của nhà lão Lý, người ta tình cờ phát hiện ra thêm một thi thể, chính là thế dẹo, chết thối trong bụi rậm cách đó không xa. Cơ thể bị chó hoang cắn xé tới nát bươm. Hắn ta đã kết thúc cuộc đời tội ác, với đôi tay thấm đẫm máu tanh bằng cái chết tẩy đau đớn. Câu chuyện này hoàn toàn có thật tại vùng biên giới những năm tháng chiến tranh nhưng vì tính chất quá ghê rợn của nó mà dần dần những người nghe câu chuyện này người ta cho đó là một câu chuyện bịa đặt không có thật sau đó cũng dần dần chìm vào trong quyền lãng câu chuyện đến đây là kết thúc quý vị có tin câu chuyện này có thật không quý vị có thể có thể quý vị không tin đặc biệt là các bạn trẻ thì các bạn sẽ không tin đâu nhưng mà hằng tin hằng tin có thật ngày xưa bố của hằng có tham gia chiến tranh biên giới á bố bảo chúng ác lắm chúng tàn ác kinh khủng khiếp lắm Bố tham gia chiến tranh biên giới với Tàu thôi Chứ còn không có tham gia chiến tranh Vôn uh, bốt bôn bốt nó còn tàn ác hơn cơ Còn đây là um, Ở biên giới Hằng có hỏi, hằng có từng hỏi bố Là bố ơi bố từng gặp ma chưa Bố nói rằng Ma không đáng sợ đâu con ạ à. Người mới đáng sợ Nó đáng sợ hơn bao giờ hết Con có biết vì sao Người ta gọi là con người không Nếu như mà cái phần lý trí phần nhân phần thiện trong ta nó chiến thắng thì chúng ta là người còn nếu như không chiến thắng thì chúng ta là con mà một khi đã là con thì nó còn tệ hơn cả các con vật mà chúng ta biết Đó, bố hằng nói vậy bố hằng nói á con vật con thấy á như sư tử hay là những con vật mà nó ăn thịt á chúng sẽ không ăn thịt đồng loại nhưng mà một khi con người Cái phần con nó chiến thắng phần người Thì chúng sẽ quay ra hại đồng loại Bố Hằng nói Có một lần Bố đi kiểu Tiểu đoàn đi hành quân á Đến nơi để tập kết chuẩn bị Đánh nhau ấy Thì có đi qua một cái Cái khu rừng Bố nói ở trong đấy xác chết La liệt Đầu bị cắt đứt lìa Bụng bị moi ruột phanh ra có những thi thể không nguyên vẹn chỉ còn lại cái phần kiểu như tứ chi rồi đầu bị chặt đứt chỉ còn phần phần giữa. Nó ác man lắm, đặc biệt phụ nữ có thai. Chúng nó rất thích rạch bụng, moi trẻ con ra. Rồi dùng chính cái dây rốn của đứa bé đấy, cuốn vào cây. Bố bảo không biết bao nhiêu lần bố gặp những cái cảnh mà những đứa trẻ con ấy, 6, 7, 8, 9 tháng gì đấy bố không rõ, nhưng mà thành hình hết rồi, có chân tay hết rồi nó bị cuốn vào cái gốc cây bằng chính cái dây rốn của nó cuốn vòng canh ở đấy có lúc thì gặp còn tươi có lúc thì đã khô rồi nó mảnh tới tận bây tận khi mà bố mất nó mảnh đến tận khi bố mất luôn có nghĩa đêm đêm bố của hằng vẫn cứ kiểu giật mình giật mình la hét hoảng sợ kiểu như mơ lại những cái giấc mơ mà những năm tháng đi hành quân rồi những năm tháng chiến tranh những năm tháng đánh nhau á Bố bảo sợ lắm con ạ, không loài gì, ác bằng loài con chiến thắng phần người. Lúc đấy gọi là con chứ không gọi là người nữa. Bố nói như thế, thì không biết quý vị ở đây ai đã từng tham gia chiến tranh biên giới, chiến tranh uh, bôn bốt ngày xưa, Cái nạn diệt chủng bôn bốt ngày xưa ấy. Bây giờ nếu như mà thế thì hẳn phải gọi là là chú là bác nhỉ? Có những câu chuyện thì có thể gửi về cho em cháu để em cháu gửi đến quý vị thính giả nghe chuyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn đã nghe hàng chia sẻ. Nếu quý vị có chuyện hãy gửi về cho kênh nhé. Kênh luôn sẵn sàng. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã gửi. Đêm đã về khuya. Chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.